Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 1231, cự tuyệt 1 Những lời này của Tống Hoài Minh cũng không phải là giả dối, nói thật lòng, đúng là bởi vì thấy quá nhiều hậu quả không tốt do con cháu cán bộ làm kinh thương mang tới, Tống Hoài Minh mới kiên định phản đối con gái đầu tư vào Bình Hải như vậy. Nếu đứng ở góc độ công chính để nhìn vấn đề, hành động của Tống Hoài Minh là để tránh hiểm nghi, cũng xuất phát từ tư tâm, nhưng bên trong thể chế hiện tại, y phải có loại tính cảnh giác này nhân vô viễn lự so sánh với kiều trấn lương ưu thế duy nhất của y chính là trẻ tuổi y không cho rằng mình trên đấu tranh chính trị có thể mạnh hơn kiều trấn lương cái mà kiều trấn lương có là bối cảnh và tài nguyên mà y theo không kịp thật ra chức vị cũng phải nhìn huyết thống không ai thừa nhận nhưng cũng không có nghĩa là đây không phải sự thật đã trải qua quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy tống hoài minh sớm đã thuộc nằm lòng quy tắc trong đó kiều trấn lương nói hoài minh mấy ngày này tôi muốn tới Kinh Thành một chuyến, chuyện của Bình Hải giao cho anh nhé. Tống Hoài Minh chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ đối với việc này, y hơi hơi kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương cười nói, anh có năng lực này, Bình Hải sớm muộn gì cũng giao cho anh. Tống Hoài Minh nói, bí thư Kiều yên tâm, ngày ngày không ở Bình Hải, tôi sẽ nghiêm túc quán triệt phương châm và chính sách mà ngài đã định ra. Kiều Trấn Lương cười nói, đúng thì chấp hành, cảm thấy không thích hợp thì anh tự cân nhắc. Trong ấn tượng của Tống Hoài Minh, Kiều Trấn Lương chưa bao giờ ăn nói dễ nghe như hiện tại, xem ra chuyện của Kiều Bằng Cử đã tạo ra đả kích rất lớn cho vị bí thư tỉnh ủy này. Kiều Trấn Lương ngoài mặt thì thong dong, nhưng có phải đã nản lòng thoái chí rồi không? Tống Hoài Minh nhớ tới lời nói của Kiều Trấn Lương tối hôm qua, y vốn cho rằng lời nói đó của Kiều Trấn Lương có tính chỉ hướng rất rõ ràng, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nhưng biểu hiện của Kiều Trấn Lương vẫn nằm ngoài ý liệu của y. Chuyện xảy ra mấy ngày nay giống như không liên can tới mạnh truyền Mỹ, hai ngày sau khi rời nhà bà ta quay trở về khu nhà đại biểu cho quyền lực cao nhất của Bình Hải, thu thập đồ đạc của mình. Kiều Mộng Viện đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn mẹ, mắt hơi đỏ lên, nhưng cô ta không khóc, tuy rằng cô ta rất thương tâm, nhưng cô ta biết nước mắt của mình không thể thay đổi được vận mệnh đã được quyết định. Mạnh truyền Mỹ cuối cùng cũng nói, con có phải có chuyện muốn hỏi mẹ không? Audio điện tử võ tấn bền. Kiều Mộng Viện lắc đầu, cô ta hiểu rõ cho dù mình có hỏi thì mẹ cũng tuyệt đối không nói. Mạnh Truyền Mỹ nói, ngày mai mẹ sẽ cùng viên từ sư phụ tới Đông Hoa Sơn. Kiều Mộng Viện nói, ông nội vẫn chưa biết. Mạnh Truyền Mỹ lắc đầu nói, chuyện của mẹ không cần phải để người khác biết. Kiều Mộng Viện nói, chuyện của anh vẫn chưa kết thúc. Gieo gió thì gặt bão, mẹ không còn bất kỳ quan hệ gì với cái nhà này nữa. Sự bình tĩnh của Mạnh Truyền Mỹ không phải ai cũng đều có thể làm được. Kiều Mộng Viện nói: "Mẹ, mẹ vẫn quan tâm, nếu không thì mẹ không lựa chọn đi tới nơi Đông Hoa Sơn hẻo lánh đó đâu." Mạnh Truyền Mỹ dọn xong vali, bà ta lấy ra một hộp gỗ đưa cho con gái, vòng cổ bên trong vốn là đồ cưới mẹ muốn tặng cho con, mẹ nghĩ mẹ không nhìn thấy ngày con thành hôn được rồi. "Mẹ, vì sao mẹ không suy nghĩ kỹ lại chuyện này?" Mạnh Truyền Mỹ chậm rãi lắc đầu. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất lễ phép, từ tiếng gõ cửa Mạnh Truyền Mỹ đã nhận ra người đến là Kiều Trấn Lương, bất kể như thế nào thì bọn họ cũng là vợ chồng nhiều năm. Mạnh Truyền Mỹ nói khẽ, "Vào đi." Kiều Trấn Lương đi vào trong phòng, trên mặt y rốt cuộc không tìm thấy được vẻ thô bạo và phẫn nộ trước đây, hiện tại chỉ còn lại vẻ bình thản. Kiều Trấn Lương trước tiên cười cười với con gái, nói khẽ, "Mộng Viện, để cha nói chuyện riêng với mẹ con." Kiều Mộng Viện gật đầu, cúi đầu đi ra ngoài lệ tràn mi. Cô ta cảm thấy mình quá bất lực, đối mặt với kịch biến của gia đình, nhưng không có một chút năng lực nào. Sau khi Kiều Mộng Viện đi ra, Kiều Trấn Lương đóng cửa lại, y nhìn người đàn bà quen thuộc mà lại như xa lạ này, trong lòng phức tạp đến cực điểm, lúc này Kiều Trấn Lương đã hoàn toàn bình tĩnh, y nói khẽ con gái rất quan tâm cô. Mạnh truyền Mỹ nói, nó rất ngoan, giống cô lúc còn trẻ, khi nói ra những lời này, nội tâm Kiều Trấn Lương cảm thấy chua xót. Mạnh Truyền Mỹ nói, anh đối với nó rất tốt. Kiều Trấn Lương nói, nó xứng đáng được như vậy, nó là con gái mà tôi yêu nhất. Chắc rồi, ngữ khí của Mạnh Truyền Mỹ vẫn rất lãnh đạm. Kiều Trấn Lương tiến về phía trước, tới gần Mạnh Truyền Mỹ hơn một chút. Mạnh Truyền Mỹ có thể nghe thấy rõ ràng hô hấp của y, Kiều Trấn Lương nói khẽ "Phật Đường tôi sẽ sai người xây lại." Kiều Trấn Lương tuy rằng nói rất mịt mờ, nhưng ý tứ của y đã được biểu đạt rất đầy đủ y nguyện ý tu sửa Phật đường chính là uyển chuyển hy vọng mạnh truyền Mỹ có thể cân nhắc ở lại. Mạnh truyền Mỹ lắc đầu. Kiều Trấn Lương gian nan nói, ở lại đi, đây vẫn là một cái nhà. Mạnh truyền Mỹ nói, cái nhà này chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Bà ta nhìn Kiều Trấn Lương, thở dài nói, thật ra, anh sống còn mệt mỏi hơn tôi. Nói xong bà ta cầm vali chậm rãi cất bước, Kiều Trấn Lương đứng ngây ra đó, không nói bất kỳ một lời níu kéo nào, tất cả đều không thể vãn hồi được nữa rồi. Kiều Trấn Lương không giữ mạnh truyền Mỹ lại, tuy rằng y rất nguyện ý tiếp tục duy trì quan hệ bằng mặt không bằng lòng này, nhưng hiện thực đã chứng minh đó chỉ là y một mình tình nguyện mà thôi. Mạnh truyền Mỹ đã triệt để lạnh lòng rồi, bà ta ghét cái vai mà mình phải đóng, bà cuối cùng cũng lựa chọn bỏ đi. Kiều Mộng Viện cũng không giữ mẹ lại, thậm chí mạnh truyền Mỹ còn cự tuyệt để cô ta đưa tiến, nhìn bóng mẹ bỏ đi, Kiều Mộng Viện hai mắt đẫm lệ, cô ta bỗng nhiên cảm thấy mình đã thành một đứa nhỏ không còn nhà để về. Khi Kiều Trấn Lương xuống cầu thang, nhìn thấy con gái vẫn đứng trước cửa, y nói khẽ Mộng Viện. Kiều Mộng Viện lén lút lau nước mắt, xoay người cười cười với y, "Cha." Kiều Trấn Lương chỉ chỉ vào sofa, Kiều Mộng Viện đi tới ngồi xuống bên cạnh y. Kiều Trấn Lương cầm tay con gái, nói khẽ, "Về sau, nơi này chỉ còn lại hai chúng ta." Kiều Mộng Viện nói, "Cha, gia đình vẫn còn." Khi nói câu này, cô ta lại có một loại xung động muốn khóc đây không phải là vì cô ta yếu ớt, mà là vì hiện thực đối với cô ta quá tàn khốc. Kiều Trấn Lương cầm tay cô ta, nói, ngày mai cha sẽ tới Kinh Thành, có muốn về thăm ông nội không? Kiều Mộng Viện nói, lần này không đi đâu, con có mua một bộ quần áo thể thao mùa đông cho ông, cha giúp con mang về nhé. Vì sao không tự mình đưa cho ông? Kiều Mộng Viện nói cha, gần đây con chuẩn bị kết thúc toàn bộ sinh ý rồi. Vì sao? Kiều Mộng Viện nói khẽ chán rồi, những sinh ý trên tay con nếu kết thúc, có thể có một khoản tiền mặt lớn, có lẽ có thể giúp được anh. Kiều Trấn Lương hé môi, y rất cảm động, nhưng vẫn ra sức lắc đầu nói, con gái, có cha ở đây, con không cần phải lo lắng vì chuyện này. Đây là giai đoạn u ám nhất trong nhân sinh của Kiều Mộng Viện, cô ta thậm chí thấy ông trời đối với mình tàn nhẫn quá mức, vận mệnh để cô ta gặp hứa ra dũng, nhưng tình cảm của cô ta không được người ta trân trọng. Về sau chứng minh được hứa ra Dũng chỉ đang lợi dụng cô ta, đoạn tình cảm này đã làm thương tổn cô ta, nhưng vẫn không bằng đả kích lần này, bởi vì khi cô ta quyết định từ bỏ hứa ra dũng, cô ta đã thấy rõ bản chất dối trá của hứa ra dũng, huống chi khi cô ta quyết định chia tay hứa ra dũng. Có một người đã sớm thay thế vị trí của hắn. Chuyện lần này khiến Kiều Mộng Viện ý thức được, mình từ thời khắc được sinh ra đã sống trong lừa dối, sự tồn tại của mình chính là một sai lầm, tuy rằng cô ta vẫn gọi Kiều Trấn Lương là cha, nhưng cô ta lại cảm thấy, mình đã mất ông ta rồi, sự quan tâm của Kiều Trấn Lương đối với cô ta càng không thay đổi thì nội tâm Kiều Mộng Viện lại càng thấp thỏm lo âu, cô ta không biết nên đối mặt với cha như thế nào, đối mặt với Kiều gia như thế nào, bởi vì cô ta căn bản không phải họ Kiều, sự tồn tại của cô ta đối với Kiều gia có nghĩa là một loại vũ nhục. Đây mới là nguyên nhân chân chính cô ta không muốn tới kinh thành. Kiều Mộng Viện tuy rằng tiếp tục ở lại Kiều gia, nhưng trong tiềm thức của cô ta đã tự ném mình ra khỏi cửa lớn của Kiều gia tất cả những gì cô ta làm hiện tại là để bồi thường, cho dù là phải trả giá bằng sinh mệnh của mình thì cô ta cũng tuyệt đối không hối hận. Hai ngày này Trương Dương cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, nhưng Kiều Mộng Viện rất lạnh đạm đối với hắn, cô ta có thể cảm thấy Trương Dương quan tâm mình, nhưng cô ta sợ người khác quan tâm, điều này khiến cho Kiều Mộng Viện càng cảm thấy cô độc, Kiều Trấn Lương và Thì Duy cùng tới Kinh Thành, trong nhà chỉ còn lại có một mình Kiều Mộng Viện, cô ta thả khoác áo gió bước trên con đường đầy gió lạnh còn hơn là ngồi trong căn nhà ấm áp này. Một mình ngồi nhà là cô độc, nhưng khi bước trên con phố vắng vẻ thì sự cô độc trong lòng càng biến thành cường liệt hơn, kiều mộng viện có cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ. Di động của cô ta không ngừng đổ chuông, đa số đều là chuyện nghiệp vụ của công ty, trong khoảng thời gian ngắn muốn kết thúc toàn bộ sinh ý trên tay cũng không phải là một chuyện sự tình đơn giản chương 1232, cự tuyệt 2. Kiều Mộng Viện một mình đứng trên tường thành cổ, quan sát dòng người đi lại bên dưới, vừa cố gắng dặn dò nghiệp vụ công ty một cách đơn giản. Hết cú này đến cú khác, Kiều Mộng Viện rất chấn định, đầu óc của cô ta rất tỉnh táo và lý trí, an bài mỗi một chuyện đâu vào đấy, di động cô ta cuối cùng cũng im lặng, Kiều Mộng Viện ngơ ngác nhìn dưới chân, nếu mình từ nơi này nhảy xuống, có phải có thể rũ bỏ tất cả phiền não và đau khổ không? Tiếng chuông di động lại phá vỡ sự trầm tư của cô ta, cô ta vốn cho rằng lại là chuyện công ty, nhưng bắt máy thì cô ta mới nghĩ tới nhìn số di động, là Trương Dương. Kiều Mộng viện không nói gì, bởi vì không nghe thấy giọng nói của Trương Dương cho nên cô ta không lập tức dập máy, cô ta tựa hồ đã nhận ra được sự khác thường nào đó, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Trương Dương đang đứng phía sau mình, cầm điện thoại trong tay tràn ngập yêu thương nhìn mình. Hắn nói khẽ tôi luôn đứng sau cô. Kiều Mộng Viện không ngờ mình lại trở nên yếu đuối như vậy, nước mắt của cô ta giống như nước vỡ đê không ngừng tuôn, trên tường thành cổ, chỉ có hai người bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Kiều Mộng Viện khóc rất thương tâm, cô ta cuối cùng cũng tìm được một loại cảm giác an toàn, ở trước mặt Trương Dương cô ta không cần lo lắng quá nhiều, tình cảm dồn nén bao ngày có thể thoải mái phát tiết. Trương Dương đi nhanh tới, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm vai Kiều Mộng Viện, hắn biết tính tình mạnh mẽ của Kiều Mộng Viện cho nên không dùng sức là để lưu lại cho cô ta cơ hội cự tuyệt, nhưng Kiều Mộng Viện chủ động nhào vào lòng hắn, khóc nức nở. Giáng hồng dày đặc, hạt tuyết rất nhỏ từ không trung hạ xuống, người qua đường đi rất vội vàng, không ai chú ý tới đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trên tường thành cổ này. Trương Dương nói khẽ, "Đừng sợ, có tôi đây, trời có sập xuống cũng không phải sợ." Nếu đổi thành người khác, Kiều Mộng Viện nhất định sẽ cho rằng hắn đang nói mạnh miệng, nhưng nếu là Trương Dương nói thì cô ta rất an tâm. Kiều Mộng Viện ngẩng đầu lên, phát hiện trên người trên mặt Trương Dương đã đọng đầy tuyết, có chút xấu hổ khụt khịt nói: "Cảm ơn anh đã cho tôi mượn vai." Trương đại quan nhân cười nói: "Cả đời cũng được, lúc nào muốn dùng tôi sẽ tới." Lời nói của thằng ôn này bao hàm hàm nghĩa cực kỳ phức tạp, nhưng Kiều Mộng Viện không hề thấy khó nghe, chỉ nhẹ giọng thở dài: "Anh đó, lại cho tôi một lần nữa biết thế nào là xe taxi hình người." Trương đại quan nhân cuối cùng cũng từ trong lời nói của Kiều Mộng Viện cảm nhận được chút hài hước hắn cười nói tôi nhiều nhất chỉ xem như là xe công dùng vào việc tư còn kém xe taxi xa lắm kiều mộng viện không nhịn được liền bật cười sau khi cười xong lại cảm thấy buồn bã mất mát trương dương nói tôi nghe nói bí thư kiều đã đi kinh thành kiều mộng viện nói đây là nguyên nhân anh tìm tôi ư trương dương nói cô biết đấy gần đây ở nhà cô không tiện cho nên hắn nhìn thấy mặt kiều mộng viện bị lạnh nên đỏ bừng cởi áo khoác ra khoác lên người cô ta Kiều Mộng Viện vốn định cự tuyệt nhưng lại bị Trương Dương thừa cơ ôm vai, hắn cũng không phải là thừa cơ chiếm tiện nghi, mà thật lòng sợ Kiều Mộng Viện bị lạnh rồi bệnh. Kiều Mộng Viện nói, anh không sợ người khác nhìn thấy chúng ta như vậy sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho anh à? Trương Dương cười nói, thứ phiền toái này không phải là do anh, anh không chọc vào nó thì nó cũng sẽ chủ động tìm anh, số tôi cao lắm, phiền toái gặp tôi là phải đi vòng. Không ở cùng yên nhiên à? kiều mộng viện nói ra những lời này lại cảm thấy mình hỏi như vậy thật sự không đúng tiêu chuẩn trương dương cười nói cô ta về giang thành với bà ngoại rồi năm mới ở nước mỹ có rất nhiều chuyện chờ cô ta quyết định chờ tới tết âm lịch thì lại về kiều mộng viện nói cô ta là cô gái tốt trương dương gật đầu nói tôi biết cô cũng vậy trương đại quan nhân cười nói trên đời này chuyện lãng phí nhất chính là để mặc cho hồng nhan giả đi cô nếu thực sự có cảm giác này dứt khoát cho tôi đi để không không ăn cũng phí mà kiều mộng viện không nhịn được giơ tay lên đấm một cái vào ngực hắn thằng ôn này ăn nói quá lưu manh căn bản không nghĩ tới tâm tình của mình nhưng kiều mộng viện sau khi đánh xong mới phát hiện lời nói lưu manh của thằng ôn này không những không khiến cô ta phản cảm mà trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều trương dương cũng chính là ngoài miệng đùa giỡn kiều mộng viện nhưng chuyện chiếm tiện nghi chân chính hắn không làm chút nào kiều mộng viện nói đừng đứng nữa sắp biến thành người tuyết rồi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, gió bắc gào thét, phía dưới vừa rồi còn đầy người, nhưng giờ đã vắng tanh, thời tiết ác liệt như vậy, ai cũng mong mau chóng trở về căn nhà ấm áp của mình. Kiều mộng viện trong gió tuyết nhận ra phương hướng, Trương Dương lại cúi người, mộng viện, cô lên đi. Kiều mộng viện nói, để làm gì? Trương Dương nói, vừa rồi nhìn cô có vẻ rất muốn từ trên tường thành nhảy xuống, để tôi nhảy cùng cô một lần. Kiều Mộng Viện cho rằng hắn đang nói đùa, vỗ một cái vào lưng hắn, "Đừng nói hưu nói vượt, cao như vậy mà nhảy xuống, chẳng phải là thành thịt nát ư, tôi không muốn chết cùng anh đâu." Trương Đại Quan Nhân nói, "Nếu hai ta cùng nhau nhảy xuống, đều ngã chết, trên đường đến hoàng viện cô có nguyện ý để tôi chiếm tiện nghi hay không?" Kiều Mộng Viện bởi vì hắn câu hỏi này của hắn mà ngây ra một thoáng, sau đó gắt nói linh tinh. Trương Dương cười nói, "Tôi nói là nếu, nếu hai ta cùng nhau ngã chết, đến đơn vị Diêm Vương, cô có nguyện ý ở với tôi không? Kiều Mộng Viện cuối cùng nói, nét thật sự là như vậy thì tùy anh. Tùy tôi là sao, có phải là trên đường tới Hoàng Viện, tôi muốn làm gì với cô thì cô cũng để mặc ư. Kiều Mộng Viện nói, có bệnh à, anh có phải là muốn chiếm tiện nghi trên ngôn ngữ không? Được, nếu thật sự trên đường tới Hoàng Tuyền, anh muốn gì tôi cũng chịu. Còn chưa nói hết câu thì liền thấy người hơi hơi chấn động, căn bản không kịp có phản ứng thì đã từ trên cao rơi xuống đất. Sau khi ý thức của cô ta trở lại hiện thực thì mới phát hiện Trương Dương đang ôm mình nhẹ nhàng hạ xuống đất. Kiều Mộng Viện kinh hãi tới hai mắt tròn xoe, thật sự không biết thằng ôn này làm như thế nào, không ngờ có thể từ tường thành độ cao tới năm thước bình yên vô sự nhảy xuống. Cùng lúc đó nghe thấy một tiếng thét kinh hãi phát ra từ bên cạnh, Trương Dương ôm Kiều Mộng Viện nhìn về phía đó, liền thấy dưới chân tường thành có một tên ăn xin đang chống hai cây gậy đứng đó đại khái là muốn thừa dịp gió tuyết giả vờ đáng thương kiếm một khoản, tên ăn mày đó kiên trì cương vị công tác, vẫn không đi, không ngờ lại gặp phải cảnh khiến người ta khiếp sợ này, hai người từ trên tường thành cứ vậy bay xuống, hơi nữa hai người còn lành lặn đứng đó. Tên ăn mày ra sức rụi mắt, tựa hồ không tin vào mắt mình. Trương đại quan nhân ôm kiều mộng viện phóng đi tới chỗ tên ăn mày, hai chân ở trên tuyết căn bản không lưu lại bất kỳ dấu chân nào, thằng ôn này cười gần nói, lão bà, em có đói bụng không, anh tìm được một người sống, chúng ta trước tiên làm một bữa đã. Tên ăn mày đó nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, sợ đến nỗi chỉ hận cha mẹ sinh ra mình chỉ có hai chân, ngay cả cái bát xứ xin ăn cũng không cầm, gậy cũng ném đi, thét một tiếng, quỷ. Rồi bỏ chạy. Trương đại quan nhân cười ha ha, đặt kiều mộng viện xuống, sau đó tóm lấy tiền trong bát, không ngờ bên trong có tới hai tờ một trăm, thu hoạch phong phú. Có được khoản tiền này, trương đại quan nhân nói, đi, tôi mời cô ăn cơm. Kiều mộng viện gắt, tiền của ăn mày anh cũng cướp, không sợ báo ứng à. chương 1233, có chút động tâm, 1. Trường đại quan nhân viên tất nhiên là không sợ gặp báo ứng, hắn không chỉ đoạt lấy tiền của Diệp Hầu từ kia, hơn nữa còn dùng 231 đồng này mời Kiều Mộng Viện ăn một cái đùi dê nướng. Kiều Mộng Viện hiển nhiên có chút không đành lòng, trời lạnh như thế này, người ta đứng ở bên ngoài cả ngày, không có công lao cũng có khổ lao, làm sao anh lại không biết xấu hổ như thế? Trương Dương cười tủm tỉm buông chén rượu xuống, bởi vì sợ gặp báo ứng, cho nên anh gọi em tới chia sẻ, bây giờ em cũng ăn rồi, nếu như lão thiên gia tìm anh tính sổ, khẳng định sẽ không quên em. Xì, si, kiều mộng viện cuối cùng cũng khôi phục chút tinh thần. Trương Dương nói cái này gọi là tiền tài bất nghĩa. Anh không muốn nhìn thấy người khỏe lại giả mạo tàn tật, em không thấy gã vừa chạy nhanh như vậy sao? ước chừng có thể phá kỷ lục điền kinh thế giới cự ly 100 mét đó. Kiều Mộng Viện nhớ tới tình cảnh vừa rồi, không nhịn được nở nụ cười, nàng gật đầu nói, anh nói như thế, em cũng yên tâm thoải mái hơn, tên khất cái này cũng quá giảo hoạt, hẳn là nên cho ăn chút thiệt thòi. Trương Dương cười nói, chỉ là hơn 200 đồng thì không thể gây thương tổn được gã, em ngẫm lại xem, trời lạnh thế này buôn bán không tốt còn được hơn 200, nếu là bình thường ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần thì không biết thu nhập tới bao nhiêu cứ tính đơn giản sơ qua, tên này mỗi tháng cũng phải kiếm hơn 5.000 đồng đó, người so với người thật ganh tị muốn chết, một tháng tiền lương của anh mới hơn 1.000, đây cũng quá đả thương người, hóa ra làm quan còn không thu nhập cao bằng một tên khất cái. Kiều Mộng Viện nói, các anh lừa gạt thu nhập cao thì em không biết, bất quá các anh có một điểm giống nhau. Trương Đại Quan Nhân rất thành khẩn nhìn Kiều Mộng Viện, nhìn nàng đến tột cùng có thể nói ra cái điểm giống nhau gì. Kiều Mộng Viện nói các anh đều là dựa vào lừa dân chúng mà sống. Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười một tiếng nói, Mộng Viện, em nói chuyện đủ độc, này căn bản là chế giễu những cán bộ quốc gia chúng anh. Kiều Mộng Viện nói, tên khất cái kia dựa vào dân chúng nuôi sống, nhưng tốt xấu cũng biết khúc cung dập đầu, còn một bộ phận người trong các anh, tuy rằng dựa vào dân chúng nuôi sống, nhưng lỗ mũi lại hướng lên trời, vênh váo tự đắc, ngay cả cảm ơn tối thiểu cũng không biết. Trương Dương thở dài một hơi, Tuy rằng hắn không phải người như thế, nhưng xung quanh đích xác có không hề ít người như thế tồn tại. Hai người hàn huyên một hồi, hứng thú của Kiều Mộng Viện lại bắt đầu có chút hạ xuống, Trương Dương thấy nàng đã uống không ít rượu, rất sợ nàng uống quá, thấp giọng khuyên nhủ, "Rượu có thể làm mất bình tĩnh, em nên uống ít một chút đi, nếu muốn uống thêm nữa, chẳng phải là làm cho Na tóm được cơ hội sao?" Kiều Mộng Viện u sầu thở dài, "Em rất lo lắng cho anh cả." Trương Dương an ủi nàng nói, không cần lo lắng, anh cả em khôn khéo như thế, hơn nữa còn có cả cha em ông nội em nữa, bọn họ trung quy không thể mắt mở chừng chừng nhìn bằng cử gặp chuyện không may, cứ mặc kệ nó đi. Kiều Mộng Viện nói, anh không hiểu, lần này bất đồng. Trương Dương uống rượu, không nói gì. Kiều Mộng Viện thấy dáng vẻ của hắn biết hắn có chuyện muốn nói, nhẹ giọng nói, có cái gì thì nói, anh cứ nói hết đi. Trương Dương nói, gần đây bên ngoài có chút lời đồn đãi, nói mẹ em xuất ra kiều mộng viện cắn cắn đôi môi anh đào nàng không trả lời vấn đề của trương dương mà là bưng chén rượu lên ngửa đầu đem chén rượu kia uống vào đôi mi thanh tú nhíu lại nói nghe ai nói rất nhiều người đều nói như vậy kiều mộng viện nói đúng sau khi nàng thoải mái thừa nhận như thế trương dương trái lại không tiện tiếp tục hỏi tiếp nữa trương dương nói mộng viện mỗi người đều có lựa chọn của đời mình cho nên Kiều Mộng Viện thản nhiên cười nói, "Muốn khuyên em không cần thương tâm. Muốn em nghĩ thông suốt một chút đúng hay không?" Trương Dương gật đầu. Kiều Mộng Viện nói, "Toàn bộ đạo lý em đều hiểu, thế nhưng em không có khả năng không thương tâm, đột nhiên em mất đi anh trai, mất đi mẹ, một nhà hạnh phúc đầm ấm quá khứ của chúng ta đã không còn tồn tại, đổi thành là anh, anh có thể chấp nhận hay không?" Trương Dương lặng lẽ không nói gì, nhưng hắn cũng không cho rằng gia đình Kiều Mộng Viện vẫn còn hạnh phúc đầm ấm vết nứt giữa Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ hẳn là đã sớm tồn tại, bằng không Mạnh Truyền Mỹ sẽ không đem sinh mệnh ký thác vào trong việc tụng kinh lễ Phật, chuyện của Kiều Bằng Cử có thể là cây cỏ đè sập tình cảm sau cùng của bọn họ. Bất quá Trương Dương thực sự không nghĩ ra, cho dù là việc kết hợp giữa Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ ngay từ đầu chính là chính trị hôn nhân, vì sao lại muốn lựa chọn xa nhau lúc con gái chưa thành thân, hơn nữa Mạnh Truyền Mỹ lựa chọn thời gian chính là lúc Kiều ra bấp bênh chứ. Kiều Mộng Viện đưa tay đoạt lấy bình rượu trong tay Trương Dương, rất bướng bình rót đầy chén của chính mình, sau đó đem một chén chừng hai lạng rượu đế một hơi uống sạch sẽ. Trương Dương ngẩn người nhìn nàng, Mộng Viện, tội gì phải thế? Cần gì phải vậy chứ? Lời Kiều Mộng Viện nói rõ ràng mang theo cảm giác say, em lớn như vậy, vẫn nhấn mạnh mình làm việc phải tỉnh táo phải lý trí, thế nhưng em phát hiện nếu như người ta sống được quá minh bạch trái lại không tốt. Lúc nói những lời này, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên lệ quang trong suốt trương đại quan nhân trong lòng sinh ra ý thương xót đưa cho nàng một cái khăn tay kiều mộng viện lắc đầu nàng vẫn còn có thể khống chế nỗi buồn của mình trương dương có phải em rất đáng thương hay không trương đại quan nhân lắc đầu đáng yêu kiều mộng viện nói thật đáng buồn nàng đưa tay tóm lấy bình rượu trương đại quan nhân dành trước nâng cốc rót cho mình gì thế em uống hết thì anh uống gì Kiều Mộng Viện hướng người bán hàng vẫy vẫy tay, lại muốn một bình nữa, Trương Dương ngăn cản nói, không được, đừng uống nữa. Kiều Mộng Viện nói, em đã rất không hài lòng, anh có thể để cho em làm chút chuyện cho chính mình được không? Anh có thể đừng lo cho em hay không? Trương Dương thầm than, lần trước nhìn thấy Kiều Mộng Viện mượn rượu làm càn chính là lúc ở tại Giang Thành, xem tình hình này đêm nay cô nàng này lại muốn tái diễn trò cũ, vô luận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, vô luận ngươi là thông minh hay ngu đột mỗi người đều sẽ phải có lúc sống trong quá trình đối mặt với áp lực nặng nề. Những áp lực này tích lũy theo tháng ngày, cuối cùng sẽ trở thành gánh nặng mà ngươi không thể thừa nhận được. Phương pháp để tránh cho thân mình tan vỡ chính là phát tiết ra. Trương Dương không ngăn cản được Kiều Mộng Viện, chỉ có thể ở cùng nàng, yên lặng bảo vệ nàng. Lúc đầu Kiều Mộng Viện cũng không có nghĩ tới uống nhiều, thật sự là có chút chuyện không phải là nàng có thể nắm trong tay. Theo cảm giác say dần lên, khuôn mặt của nàng dần nổi hai phiến mây đỏ, Ánh mắt sáng như nước cũng không linh động giống như trước nữa, phảng phất như tùy thời đều có thể động lại ở nơi nào, nhìn Trương Dương, nàng nhẹ giọng nói, "Trương Dương, quá khứ em chưa từng gặp qua chuyện phiền lòng thế này, thế nhưng từ khi gặp anh, em liền liên tiếp không may." Trong lòng Trương Đại Quan nhân thầm kêu oan uổng, nhưng ngoài miệng nói, "Anh không chọc giận em mà." Kiều Mộng Viện nói, "Em đang suy nghĩ, nếu như tất cả chưa từng phát sinh thì có phải tốt bao nhiêu hay không?" trương dương nói anh trái lại cảm thấy rất nhiều chuyện đều là nhất định sẽ phát sinh không phải em muốn chạy trốn là có thể thoát được nếu như lão thiên gia để cho hai chúng ta biết được thì chứng tỏ trong đó ắt phải có chút chuyện cũ kiều mộng viện lắc đầu nở nụ cười cười rất lớn tiếng trương đại quan nhân cũng cười theo vậy mộng viện em cũng ăn uống no đủ rồi anh đưa em về nhà nhé kiều mộng viện nói em còn muốn uống nữa Trương Dương không khỏi khuyên bảo đem nàng từ chỗ ngồi kéo lên, nửa kéo nửa ôm đi ra ngoài, đừng uống nữa, uống nữa sẽ xảy ra chuyện. Lúc Trương Dương tính tiền, Kiều Mộng Viện đã đi ra phía ngoài, Trương Dương lớn tiếng nói, em phải chờ anh đó. Kiều Mộng Viện hướng hắn vung tay lên, em, không đi xa đâu, bên trong quá nóng, em ở ngoài cửa chờ anh. Trương Dương một mặt tính tiền, một mặt thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Kiều Mộng Viện quả nhiên không đi xa chỉ đứng ở cửa ở đàng kia ngây ngốc. Trương đại quan nhân cười khổ lắc đầu, thanh toán xong liền đi ra ngoài, kiều mộng viện đã lung lay lắc lắc đi vào trong gió tuyết, hướng về phía một chiếc xe Việt giá Cadillac màu đen đi đến, Trương Dương ở phía sau kêu lên, sai rồi, anh để xe ở bên kia. Kiều mộng viện đã đi tới kéo cửa chiếc xe kia, nàng đương nhiên không kéo ra được, tính tình kiều đại tiểu thư vốn cũng không phải tốt gì, dơ chân lên hướng cửa xe đạp qua tới, mày cũng dám đối nghịch với tao, tao đến tột cùng đã làm sai cái gì. Một cái đá này làm cho chuông cảnh báo của chiếc xe Việt dã kia kêu lên. Kiều mộng viện nắm tuyết trên mặt đất lên rồi hướng phía xe ném tới. Trong lòng Trương Dương bất đắc dĩ, đã sớm nói không cho nàng uống nhiều như vậy, bất quá ngẫm lại quả thật áp lực tâm lý của Kiều mộng viện gần đây quá lớn, uống chút rượu, phát tiết một chút cũng tốt, chỉ ít có thể giảm bớt một chút áp lực trong lòng. Chương 1234, có chút động tâm hai. Từ bên trong nhà hàng rất nhanh liền có 5 người đi ra, trong đó có một người là chủ xe, thấy bên ngoài có một mỹ nữ đang ở đá lên xe Việt giá của mình, nhất thời liền tức lên, hắn đi nhanh vọt qua, giận dữ hết, cô làm cái gì đó. Trương Dương xoay người nhìn lại, nhận ra trong 5 người này có một người là Kỳ Sơn, cũng không phải xe của Kỳ Sơn, mà là một người bạn của Kỳ Sơn, Kỳ Sơn thấy Trương Dương liền nhận ra người thích đá xe việt giã lại có thể là Thiên Kim Kiều Mộng viện của bí thư tỉnh ủy, Kỳ Sơn không khỏi giật mình, y đưa tay ngăn cản người bạn này lại, hướng Trương Dương chớp mắt vài cái nói: "Chủ nhiệm Trương, đó là xe của bạn tôi, đừng đập phá." Trương đại quan nhân có chút ngại ngùng cười cười nói: "Cô ấy có một chiếc xe giống như đúc, nên nhận lầm, thật ngại quá." Khuôn mặt của người bạn của Kỳ Sơn kia cũng tái rồi, nhưng Kỳ Sơn lên tiếng, hắn hiển nhiên cũng không thể nói cái gì. Trương đại quan nhân hướng vị xe chủ kia ôm quyền, xin lỗi, hôm nào tôi nhất định tới cửa tạ lỗi. Người kính ta một thước, ta kính người một trưởng, trương đại quan nhân cho tới bây giờ đều là cái dạng này. Kỳ Sơn cùng mấy người bạn đi trở về, Trương Dương đi tới bên cạnh Kiều Mộng Việt, vỗ vỗ vai của nàng, khuyên giải an ủi nói, Mộng Việt, nhầm rồi, chiếc xe này không phải của em. Kiều Mộng Việt đại khái là đá có chút mệt mỏi, ngồi xuống phía dưới, thấp giọng khóc lên trương dương ngồi xuống bên cạnh nàng đi anh võng em đi kiều mộng viện bò tới trên lưng trương dương cảm thấy mình như đang ở trên một con thuyền lảo đảo nàng sợ chính mình sẽ ngã xuống vô ý thức ôm sát lấy cái cổ của trương dương em mệt mỏi trương dương nói biết rồi anh đưa em về nhà nhé em sẽ không đi em không bao giờ muốn trở lại nữa trương dương nói em không sợ anh đối với em làm cái Kiều Mộng Viện đem mặt tựa ở trên cổ của Trương Dương. Trương Dương, trên đời này người em không sợ nhất chính là anh. Em nói cái gì? Trương Đại Quan Nhân có chút cảm động quay mặt đi. Kiều Mộng Viện nói, em là nói. Wow! Trương Đại Quan Nhân nằm mơ cũng không ngờ giao lưu thân mật giữa hai người bọn họ là thông qua phương thức này. Đêm đó Trương Dương đưa Kiều Mộng Viện từ biệt thự của Lương Thành Long về. Sở yên nhiên mới vừa đi, phòng mới trống lại có thêm một vị khách nữa. Lúc mang theo Kiều Mộng Viện đến nơi đây, Kiều Mộng Viện đã say đến bất tỉnh nhân sự, Trương Đại Quan nhân hầu hạ nàng rửa mặt cùng chân tay, đưa lên trên giường xong, lúc này mới nghĩ tới tắm rửa cho tốt. Trương Dương tắm cho sạch sẽ một lần, thay áo ngủ trở lại bên người Kiều Mộng Viện, thấy Kiều Mộng Viện vốn ở trên giường đã lăn xuống mặt đất, Trương Đại Quan nhân bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa bế nàng trở lại, lấy chén nước cho Kiều Mộng Viện, ôm bờ vai thơm mát của nàng, cho nàng uống vài ngụm nước. Kiều Mộng Viện nói mê nói, có phải tôi say hay không? Trương đại quan nhân cười nói, không có, kiều đại tiểu thư em sao lại sai chứ? Kiều mộng viện ôm lấy cánh tay hắn, rất nhanh liền tiến vào trong giấc mộng đẹp với hương vị ngọt ngào, Trương Dương cứ như thế nằm ở bên người nàng, nghe tiếng tuyết rơi ở bên ngoài, trong lòng chính là rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, trong khoảng thời gian gần đây, vô luận là đối với kiều gia hay là đối với kiều mộng viện mà nói, không thể nghi ngờ đều là thời khắc gian nan nhất, kiều bằng cử là kẻ khả nghi phạm tội kinh tế nhiều hạng mục. Phiền phức chính là việc này phát sinh tại Hồng Kông. Đối thủ của Kiều gia chính là dùng cơ hội lần này làm khó dễ, làm cho con đường làm quan vốn đang xuân phong đắc ý của Kiều Trấn Lương bỗng trở nên bốn bề thọ địch. Mà hôn nhân của Kiều Trấn Lương và Mạnh Truyền Mỹ cũng đi tới đầu cùng, loạn trong giặc ngoài, cho dù cường đại như Kiều Trấn Lương cũng phải đi tới kinh hồi thành hướng về phía cha già nhờ vấn kế. Đối với cô gái trẻ tuổi như Kiều Mộng Viện này mà nói, tất cả việc xảy ra đều trở thành gánh nặng trầm trọng trong lòng nàng. Trương Dương có khả năng làm chính là cố hết sức khuyên bảo nàng, bảo vệ nàng. Tuyết ở Đông Giang lộ ra hơi thở dịu dàng, trong buổi tối này, ở kinh thành đã có tuyết rơi, bên ngoài gió bắc gào thét, bên trong lại ấm áp như mùa xuân, thế nhưng trên mặt Kiều lão lại không có chút ấm áp nào, hai mắt thâm thúy dưới hai hàng mi trắng phao kia thủy chung nhìn chằm chằm vào đống củi đang cháy hừng hực bên trong lò sưởi. Kiều Trấn Lương An vị tại bên người cha già, ở trong phòng to như vậy chỉ có hắn và cha già. Vẻ mặt của cha hắn rất lạnh, lòng hắn cũng lạnh, đã nhiều năm như vậy nhưng hắn chưa bao giờ nản lòng thoái chí như bây giờ. Kiều lão thấp giọng nói, con và tiểu mạnh rốt cuộc xảy ra cái gì? Kiều Trấn Lương nói, nếu cô ấy đã một lòng hướng Phật thì con thả cô ấy đi. Vì sao không nói cho ta biết? Kiều Trấn Lương nói, không muốn làm cho cha phiền lòng. Kiều lão thở dài một hơi nói, ta cũng cho rằng sẽ không phiền lòng vi chuyện của con. Kiều Trấn Lương lộ ra vẻ xấu hổ những lời này của cha già tràn ngập thất vọng có tin tư xê gì của bằng cử hay không kiều trấn lương lắc đầu nó và mộng viện có liên hệ qua hiện tại hẳn là không nguy hiểm tuổi còn trẻ xung động chỉ ham lợi mà làm ánh mắt thiển cận trong lời kiều lão liên tiếp định nghĩa về đứa cháu nội không có một câu có ích kiều trấn lương thấp giọng nói trách con không dạy được nó lúc gặp chuyện không may cho dù tự trách đến mấy cũng là chuyện vô bổ bằng cử là bị người hãm hại Kiều lão thản nhiên nói, vậy thì sao chứ? Kỹ thuật không bằng người. Ta thấy nó căn bản không cần suy nghĩ đã nhào tới, nó đã là một người trưởng thành rồi, phải phụ trách hành vi của mình. Kiều Trấn Lương nói, trước khi tới đây, con và Khổng Nguyên đã nói chuyện qua. Kiều lão không nói chuyện, tựa về phía sau sofa, hai tay giao nhau đặt ở trên thắt lưng, nhắm hai mắt lại. Đây là phương pháp dưỡng khí Trương Dương dạy cho ông ta, gần đây Kiều lão dưỡng thành tập quán, khi có thời gian thì sẽ luyện tập, Đương nhiên hiện tại cũng không phải là lúc dưỡng khí thật là tốt, chỉ là ông ta chọn dùng tư thế như vậy để cho mình thoải mái hơn một chút mà thôi." Kiều Trấn Lương nói, hắn tại trên hội nghị thường ủy công khai hướng con gây khó dễ, là có người ở sau lưng xúi dục, hắn nói là Văn Quốc Quyền. Kiều lão nói, có phải con bắt được nhược điểm gì của Khổng Nguyên hay không?" Kiều Trấn Lương gật đầu, tại trước mặt cha, hắn cũng không giấu giếm. Kiều lão nói, Khổng Nguyên kia có rất nhiều tật xấu con có thể bắt được nhược điểm, người khác cũng có thể bắt được nhược điểm, làm cho hắn phải khuất phục dưới sự uy hiếp của con, chuyện tình nói ra như thế rốt cuộc có mấy phần có thể tin chứ. Kiều Trấn Lương nói, vốn là khi xảy ra chuyện này người thứ nhất mà con nghĩ đến chính là Văn Quốc Quyền, thế nhưng Khổng Nguyên nói như thế, con ngược lại không tin. Kiều Lão Đạo, Trấn Lương à, con có nghe nói qua chuyện cũ huynh đệ săn nhạn. Kiều Trấn Lương gật đầu, cha, cha hoài nghi. Kiều lão thản nhiên nói, trên chính trị không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bạn vĩnh viễn, duy nhất có thể đạt thành thống nhất chính là cộng đồng lợi ích, ta cũng không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy, thế nhưng ta cũng hiểu được một việc, chúng ta phải nhượng bộ. Kiều Trấn Lương nói, nhượng bộ. Kiều lão thấp giọng nói, bằng cử làm ra chuyện như vậy, con thân là cha nó khó tránh được trách nhiệm, là lúc gian đem vị trí ở Bình Hải nhượng lại. Lời cha nói dường như một cú đánh mạnh vào trong lòng của Kiều Trấn Lương hắn vừa mất đi gia đình của mình, nhưng hiện tại lại phải mất đi sự nghiệp của mình sao? Kiều Trấn Lương chậm rãi lắc đầu nói, cha, con không cam lòng. Kiều Lão nói, nếu như con không lùi ra, chuyện của bằng cử sẽ không được giải quyết, nó hẳn là phải gánh chịu trách nhiệm, Kiều ra chúng ta sẽ không lảng tránh, nhưng là có một số người cứng rắn nện trên đầu nó, kỳ thực mục đích chính là bức bách chúng ta nhượng bộ, chỉ khi nào chúng ta nhượng bộ mới có thể giải quyết được phiền phức của bằng cử. Kiều Trấn Lương nói, vì sao bọn họ muốn nhầm vào con. Kiều lão chậm rãi dương đôi mắt, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra quang mang cơ trí, mục đích của liên thủ làm việc chính là vì có được lợi ích lớn nhất, có thể người khác phát hiện ra đối tượng hợp tác có lợi, hay có lẽ người khác từ của trên người con thấy được sự uy hiếp. Song song với việc con lợi dụng người khác, người khác cũng đã lợi dụng con, hắn phát hiện không thể lấy được lợi ích lớn nhất tại trên người chúng ta, cho nên liền lựa chọn ra tay trước, người xuống tay trước chung quy vẫn chiếm được một ít tiện nghi, Cha, lần này nếu như con lựa chọn thoái nhược, thời gian tới chẳng phải là không còn cơ hội sao? Kiều lão nhìn con trai, xem ra con trai vẫn là không có hoàn toàn hiểu được lý lẽ trên chính trị liền nói, núi xanh còn đó, nhưng tiền đề là nếu như con là một tòa núi xanh, bằng cử là cháu nội của ta, ta không thể không quản, bất luận sự nhượng bộ nào trên chính trị, đều là vì để phản kích tiếp theo được tốt hơn, khi ra tay kẻ âm mưu cũng sẽ lưu lại một kẽ hở, chơi đùa càng nhiều, kẽ hở cũng lại càng nhiều. Kiều Trấn Lương nói, Bình Hải cứ như vậy liền giao cho Tống Hoài Minh. Kiều Lão nhẹ giọng nói, Hoài Minh này là một người có lý tưởng thống trị rộng lớn của riêng Minh, thường thường nhân tài như vậy là giường cột chân chính của nước nhà, con làm việc gì cũng cần lưu lại cửa sau, người như vậy dễ khiến cho cho người khác cảnh giác. Phải lui thật sao, nếu như người ta chỉ biết là đi về phía trước, kết quả cuối cùng sẽ không phải là rớt xuống vách núi thì chính là rơi vào trong biển, đây không phải thoái nhượng, cái này gọi là lảng tránh người khác đánh con một quyền, con không đánh lại, tuy rằng con thu lại năng lực làm cho hắn bị thương, như vậy, trong tâm lý của hắn sẽ càng thêm bất an, hắn sẽ lo lắng, con sẽ tùy thời tùy chỗ sông lên trả thù hắn một quyền. chương 1235, Lợi ích 1 Kiều lão nói xong lời kia liền đứng dậy đi lên lên trên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại có mình Kiều Trấn Lương cô độc ngồi ở chỗ kia, nhìn ngọn lửa hừng hực, hắn cảm thấy trong ngực của chính mình cũng đồng dạng có một bó lửa, Ngọn lửa này đang thiêu đốt cắn nuốt trong lòng hắn, làm cho hắn khó chịu. Lần này rời Bình Hải, thứ nhất là vì hướng về phía cha già nói một chút tình huống, hai là vì để cho chính mình một ít không gian, có thể thở ra một hơi, hắn không chuẩn bị cho việc buông tha Bình Hải. Ở trong cái nhìn của Kiều Trấn Lương, chuyện của con sẽ không ảnh hưởng đến quyền lực của hắn, thế nhưng phụ thân lại bảo hắn lựa chọn lảng tránh, điều này làm cho bố cục mà Kiều Trấn Lương sớm đã chủ tính xảy ra thay đổi uy hiếp khổng nguyên chỉ là một trong những thủ đoạn đối phó của hắn. Nếu như nói lương tư và khang thành là vũ khí để hắn một ngày kia đối phó khổng nguyên, như vậy khi xưa đem trương dương và tần thanh điều đến đông giang cũng là một nước trong bố cục của hắn. Chiêu thức bố cục ấy là để kiềm chế tống hoài minh. Chỉ cần hắn ra tay, trận tuyến của tống hoài minh tất nhiên sẽ đại loạn. Mặc dù là hiện tại hắn vẫn có quyền khống chế tuyệt đối tại bình hải. Sau khi trò chuyện với cha, làm cho kiều Trấn lương bình tĩnh xuống tới tuy rằng hắn không cam lòng buông tay khỏi quyền lực hiện tại, thế nhưng hiện thực bắt hắn phải lựa chọn lấy hay bỏ. Thân là người đứng đầu thuyền Bình Hải hiện nay, hắn đương nhiên không hy vọng Bình Hải bị ảnh hưởng, nếu dứt bỏ lập trường chính trị mà nói, hắn không thể không thừa nhận là Tống Hoài Minh rất có năng lực, đấu tranh chính trị là cực kỳ tàn khốc, từ lúc đầu con trai trở thành kẻ khả nghi tội phạm thương nghiệp, đối thủ chính trị giấu mặt ở phía sau đã áp dụng một loạt thủ đoạn âm hiểm, mục đích thực sự là hướng tới chính mình. Văn Quốc Quyền cũng ngủ rất muộn, con trai và con gái đều đã về tới Kinh Đô, người một nhà ít khi có dịp đoàn tụ như vậy. Từ lần Văn Hạo Nam đi Tân Cương, hai cha con ít có cơ hội đơn độc tâm sự, Văn Quốc Quyền phát hiện con trai thay đổi rất nhiều, đã khôi phục lại sự thâm trầm nổi liếm trước khi yêu tần manh manh. Hiện tại chuyện Văn Hạo Nam cảm thấy hứng thú nhất chính là chính trị, hắn bưng chén trả đưa đến trước mặt cha, mỉm cười nói, ba, gần đây hình như ba không mấy vui vẻ văn quốc quyền thản nhiên cười nói con bắt đầu học được quan tâm ta từ bao giờ vậy văn hạo nam cười nói kỳ thực con vẫn rất quan tâm tới ba chỉ bất quá là con không giỏi biểu đạt hơn nữa ba cả ngày bận bịu như thế sao lo lắng chú ý tới con được văn quốc quyền cười cười lời này của con trai làm cho y nhớ tới trương dương y nâng chung trà lên uống một ngụm nói còn dự định quay về tân cương không văn hạo nam lắc đầu nói vốn có ý trở lại nhưng lần này trở về thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của mẹ, con liền bỏ đi chú ý đó, con cũng không muốn bị người khác nói con bất hiếu. Văn Quốc Quyền nói, vậy thì trở lại đi, suốt ngày ở bên ngoài phiêu bạt, mẹ con rất nhớ con, con thì tự do còn cha liền phiền phức, suốt ngày suốt đêm đều phải nghe bà ấy oán giận. Văn Hạo Nam biểu hiện ra tương đối nghe lời, được. Chẳng qua tạm thời còn chưa suy nghĩ đi tới chỗ nào. Văn Quốc Quyền nói, làm chính trị ở đâu mà không phải như nhau. Tuy rằng con nán lại ở Tân Cương một đoạn thời gian, nhưng dù sao bên đó và nội địa bất đồng, chính là nên tìm một chỗ rèn luyện một chút trước đi. Văn Hạo Nam nói, ba, nếu không để con đi Bình Hải đi, con nghe nói hiện tại chính trị Bình Hải đang thay đổi bất ngờ, đi vào trong đó hẳn là có thể học được nhiều thứ. Văn Quốc Quyền nhíu nhíu mày, chẳng hiểu con trai vì sao lại nghĩ đến Bình Hải, y buông chén trà nói, chuyện mà nghe nói chưa chắc đã có thể tin. Văn Hạo Nam nói, nghe nói Kiều Bằng Cử gặp phiền phức rất lớn, sợ rằng lần này sẽ liên lụy đến Kiều Gia. Văn Quốc Quyền nói, con rất quan tâm tới chuyện này. Văn Hạo Nam ngại ngùng cười cười, có một số việc không thể không quan tâm tới. Trên thực tế gần đây đề tài chuyện mốt nhất ở Kinh Đô chính là đàm luận về Kiều Gia. Văn Quốc Quyền hiểu được vì sao con trai nói như vậy, từ sau khi Kiều Trấn Lương gặp chuyện không may, rất nhiều người đã đem đầu mũi giáo chỉ hướng chính mình con trai là người đầu tiên nói lên chuyện này trước mặt mình văn quốc quyền nói sau này con không nên để ý chuyện người khác chuyện đó con không cần lo thanh niên chính là phải làm việc thật kiên định văn hạo nam gật đầu hắn ý thức được rất khó giao lưu thông suốt được với cha nhất thời cảm thấy được không thú vị đứng dậy cáo từ rời đi la tuệ chữ tắm rửa xong đi ra vừa vặn nhìn thấy con trai rời đi bà đi tới bên người văn quốc quyền làm sao vậy lại giáo huấn con trai à văn quốc quyền nói không có gì chỉ là tùy tiện hàn nguyên vài câu với nó la tuệ chữ đi tới phía sau văn quốc quyền xoa bóp hai vai cho y nhẹ giọng nói quốc quyền hạo nam đã đáp ứng trở về anh biết tay của la tuệ chữ hơi dừng lại một chút quốc quyền gần nhất anh có tâm sự rất nặng có phải vì chuyện của kiều gia hay không văn quốc quyền lật tay cầm lấy mu bàn tay của vợ thấp giọng nói tôi cũng thật không ngờ lại có thể gặp phải tình huống như vậy Người ngoài đều tưởng tôi gây ra, tôi là vô duyên vô cớ gánh lên lưng tiếng xấu." La Tuệ chữ dịu dàng cười nói, chỉ cần mình chính trực, người khác nói cái gì thì cứ để cho bọn họ nói đi. Văn Quốc Quyền nói, tôi cũng không phải quan tâm người khác nói cái gì, chỉ là không muốn bị người khác cho vào bẫy." La Tuệ chữ nhẹ giọng thở dài một hơi, hai tay đặt ở đầu vai của Văn Quốc Quyền, trong chuyện của Kiều gia có rất nhiều người hoài nghi có liên quan với anh. Văn Quốc Quyền hỏi ngược lại, tôi làm như vậy thì có lợi với chính mình sao? La Tuệ Chữ nói, ở trong mắt mọi người, anh triển khai cạnh tranh với Phó Hiến Lương, mà Phó Hiến Lương được Kiều Lão dùng lực mạnh chi trì, anh vì chuyện này trong lòng sinh ra oán hận Kiều Lão cũng rất có thể. La Tuệ Chữ huyền chuyển nói tới, bà nói là cái nhìn của người khác có khả năng sẽ có, và không có liên quan với chính bà ta, trong lòng bà thì là tin tưởng chồng mình vô điều kiện, bà cho rằng Văn Quốc Quyền Thủy Trung đều là một người có nguyên tắc. Văn Quốc Quyền nói, kỳ thực trên thế giới càng là chuyện dễ nhìn ra thì thường thường lại không mấy ai thật sự để ý. Rất nhiều người cho là vị trí này sẽ là cạnh tranh giữa tôi và Phó Hiến Lương. Thế nhưng tôi chưa từng cho rằng Phó Hiến Lương sẽ là đối thủ của tôi. Chuyện này nói ra chính Phó Hiến Lương cũng hiểu được. Là tuệ chữ chưa bao giờ nghe chồng mình biểu lộ ra sự tự tin như vậy. Tay bà rời khỏi đầu vai của Văn Quốc Quyền, đi đến ghế sofa ngồi xuống tại bên cạnh Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền nói, tuy rằng chúng ta không thừa nhận vị thế tồn tại của gia tộc, nhưng tại trong hiện thực chính là thật sự tồn tại, để bảo đảm lợi ích của gia tộc, nhất định phải giữ lấy mỗi vị trí nhỏ trên sân khấu chính trị trong tương lai, cho nên mỗi gia tộc, có lẽ là mỗi đoàn thể đều cần một người phát ngôn cho lợi ích chính trị. chương 1236, Lợi ích 2 La tuệ chữ nói, những đạo lý này tôi cũng đều hiểu, cho nên Kiều Gia liền lựa chọn Phó Hiến Lương làm người phát ngôn cho lợi ích của bọn họ. Văn Quốc quyền hỏi ngược lại, Phó Hiến Lương là lựa chọn tốt nhất cho lợi ích của Kiều Gia được sao? Là tuệ chữ ngẩn ra, bà nhất thời hiểu ra, kẻ thật sự có thể đại biểu cho lợi ích của Kiều Gia không phải Phó Hiến Lương, cũng tuyệt không thể là bất luận kẻ nào khác, chỉ có thể là Kiều Trấn Lương, Kiều Lão dùng lực giúp Phó Hiến Lương, có thể chỉ là đòn ngầm mà thôi, người hắn thật sự muốn đẩy lên chính là con trai của mình. Văn Quốc Quyền nói, một năm qua rồi, có thể phát sinh rất nhiều biến hóa, đối với một người có lý lịch hoàn mỹ và bối cảnh kiên cố mà nói, bất luận cái gì chuyện gì xảy ra tại trên người hắn cũng không thể được gọi là kỳ tích. La tuệ chữ cắn cắn môi, thay đổi bất ngờ trên chính trị đã vượt xa qua mức tưởng tượng của bà. Văn quốc quyền nâng chung trà lên, đem nước trà uống sạch sẽ, kỳ thực tôi rất không muốn để cho hạo nam đi lên con đường này, muốn đi tới chỗ đỉnh cao kia, chẳng biết phải nỗ lực bao nhiêu gian khổ và nỗ lực. La tuệ chữ nhẹ giọng nói, quốc quyền, vì sao anh muốn tiếp tục kiên trì? Trong đôi mắt của Văn Quốc quyền toát ra quang mang kiên định mà hết lòng tin theo, cảm giác thành tựu lớn nhất của con người là có thể thay đổi thế giới này, mục tiêu suốt đời nỗ lực phấn đấu của tôi chính là đứng ở cái vị trí kia, chỉ có như vậy anh mới có thể thực thi chính kiến của mình. Anh, Phó Hiến lương, Kiều Trấn lương, thậm chí mỗi một người có khả năng cạnh tranh, tôi tin tưởng mỗi người đều sẽ thủ vững tín nhiệm, mỗi người đều là đủ tiêu chuẩn, vô luận cuối cùng là ai leo lên cái vị trí đó, đều sẽ có lợi cho trăm họ của chúng ta thế nhưng anh tin tưởng anh mạnh hơn so với bọn họ anh sẽ làm tốt hơn so với bọn họ la tuệ trư ôm lấy cánh tay của chồng mình quốc quyền kỳ thực trong lòng bọn họ có khả năng cũng là nghĩ như vậy văn quốc quyền không khỏi nở nụ cười bất quá anh không nghĩ tới lần này có người sớm đem họng súng nhắm ngay kiều ra sự tình trở nên càng thêm phức tạp la tuệ chữ nói đã như vậy vì sao không đi tìm kiều lão thành thật nói chuyện với nhau đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Văn Quốc Quyền nói tuệ chữ anh có thể nhìn thấu chuyện này em cho là kiều lão lại không nhìn thấu sao? Kẻ không nhìn ra chỉ là đại chúng xung quanh mà thôi, trong lòng kiều lão so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn. Là tuệ chữ nói thế nhưng kiều bằng cử lần này thực sự chọc vào phiền toái rất lớn, danh vọng của kiều gia đã bị ảnh hưởng rất lớn. Văn Quốc Quyền nói đây là một nước cờ ở giữa, cũng là tranh giành lợi ích giữa các gia tộc tuy rằng chuyện kiều bằng cử làm huyên náo rất lớn, thế nhưng đứa trẻ này chắc gì đã thật sự có chuyện. Là tuệ chữ nói, thế nhưng hắn là kẻ khả nghi góp vốn phi pháp, cũng bị tình nghi đút lót đám quan viên Hồng Kông. Văn Quốc quyền thản nhiên cười nói, chứng cứ cũng có tính hai mặt, nó có thể chứng minh người có tội, cũng có thể chứng minh người vô tội. Phiền phức lần này của Kiều Bằng Cử chỉ là một cái lý do người khác hướng Kiều ra làm khó dễ, nếu như nói hắn sai cái gì, thì hắn sai ở chỗ là con trai của Kiều Trấn Lương. La Tuệ chữ từ những lời này không khỏi nghĩ tới con trai mình, bà trái lại hút một ngụm lãnh khí. Văn Quốc Quyền nói, cho nên Kiều gia nhất định sẽ nhượng bộ. La Tuệ chữ nói, anh là nói. Văn Quốc Quyền nói, Kiều Trấn Lương Chín phần người sẽ từ lui khỏi vị trí ở Bình Hải. Lần này thoái nhượng là vì hóa giải nguy cơ trước mắt của gia đình bọn họ. La Tuệ chữ nói, Kiều gia sẽ cam tâm chấp nhận có hại sao? Văn Quốc Quyền lắc đầu, Kiều gia sẽ nhượng bộ thế nhưng sự tình tuyệt đối sẽ không kết thúc như thế la tuệ chữ nói chuyện này có ảnh hưởng gì đối với anh hay không bà quan tâm nhất chính là chồng mình văn quốc quyền nói cùng tồn tại dưới một mảnh bầu trời lão thiên gia muốn trời mưa xét đánh ai có thể chỉ lo thân mình la tuệ chữ không nhịn được liền thở dài một hơi quốc quyền em càng ngày càng không có cảm giác an toàn văn quốc quyền nói cùng người đấu vô cùng vui vẻ y lấy hai tay gối lên sau đầu tựa ở trên sofa, mỉm cười nói, tôi đang lo lắng, có nên sớm chúc mừng Hoài Minh một tiếng hay không? chương 862 Lúc Kiều Mộng Viện tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu đau như nứt ra, nàng ôm cái chán, nhìn lại thấy nơi đây không phải là phòng của mình, xung quanh cũng không có người khác, nàng vén chăn lên, phát hiện mình đang mặc áo ngủ màu trắng, áo ngu này là của mình, nhưng trong lòng không khỏi hoảng lên, cố gắng nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng cố gắng mấy cũng không nhớ được cái gì. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Kiều Mộng Viện sợ đến lui lại vào trong chăn, thấy Trương Dương mặt tươi cười đi đến, trong tay bưng một bát thuốc giã rượu nói, em tỉnh rồi. Kiều Mộng Viện không trả lời vấn đề của hắn, lui lại trong chăn, đôi mắt tràn ngập hồ nghi nhìn hắn. Trương Đại Quan Nhân nói, anh nấu canh giải rượu cho em. Hắn đi về phía trước, muốn tới gần Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện lại nói, anh không nên qua đây. Trương Dương ngẩn ra, làm sao vậy? Tối hôm qua xảy ra cái gì? Trương Đại Quan Nhân thấy biểu tình sợ hãi của Kiều Mộng Việt, liền cong môi lại, vẻ mặt cười xấu xa, em còn hỏi anh sao? Kiều Mộng Viện thấy vẻ mặt nhe răng cười của tên này, nhìn thế nào thằng nhãi cũng giống mấy tên lưu manh biến thái trong phim điện ảnh, nói, em uống quá chén, cái gì cũng đều không nhớ rõ, Trương Dương, anh nói thật cho em, tối hôm qua, anh đã làm cái gì với em? Trương Đại Quan Nhân thở dài, đem bát canh giã rượu đặt ở trên tủ trước giường, còn có thể làm cái gì? Cái gì nên làm thì anh đều làm. Anh, Kiều Mộng Viện trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, cúi đầu vào trong chăn, Trương Dương, anh là thằng khốn, tôi không nghĩ anh là người như thế. Trương Đại Quan Nhân nói, anh là cái loại người đó sao? Nếu không phải em chủ động yêu cầu, anh cũng sẽ không mang em qua chỗ này. Kiều Mộng Viện ở trong chăn càng nghĩ càng ủy khuất, chính mình đã thảm đến mức này mà Trương Dương tên hỗn đàn này lại có thể thừa dịp mình uống say, làm ra loại hành vi không bằng cầm thú này, hình như chỗ này lão tác giả nhầm, ta nghĩ như thế mới giống cầm thú chứ mặt cười, hắn căn bản là không tôn trọng mình, kiều mộng viện lui lại khóc ở bên trong chăn. Trương đại quan nhân cẩn cẩn thận thận đi tới bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ vai của kiều mộng viện, kiều mộng viện giống như bị rắn cắn, vọt đến một bên, cả người co thành một đoàn, anh cút đi, tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa. Trương Dương thực sự là dở khóc dở cười, anh có đắc tội gì với em sao? Kiều Mộng Viện nói, vì sao anh lại thừa dịp tôi uống say? Trương Dương nói, hôm qua lúc em từ trên lưng anh nhảy xuống, em đã nói cái gì nhỉ? Trương 1237, lợi ích 3. Kiều Mộng Viện nói, lợi dụng tôi uống say, Trương Dương. Uổng cho tôi tin tưởng anh như thế. Trương Đại Quan Nhân nói, ngừng lại, ngừng lại. Em có ý gì, anh làm gì em? Đơn giản là mang em tới chỗ này ngủ, em nôn khắp chỗ này đó, anh không thể mắt mở chừng chừng nhìn em ngủ ở trên đất được, cho nên giúp em cởi y phục, lau khô người, mặc áo ngủ vào, càng là đưa em chuyển rời đến phòng này, cả đêm nay lại vừa cho em uống nước vừa xoa bóp cho em, sao lại chửi anh? Anh lớn như vậy nhưng chưa từng như vậy với ai đó. Kiều Mộng Viện ngừng khóc, nàng bắt đầu ý thức được mình 8 phần 10 là hiểu lầm. Trương Dương nói, em cảm thấy anh đã làm gì đối với em chứ? Em sai thành như vậy, anh có thể làm gì? Em còn tỏ vẻ mặt đó nữa anh sẽ tính sổ với em đó." Kiều Mộng Viện nghe được rõ ràng, hơn nữa nàng lúc này đã khôi phục lại cảm giác, ngoại trừ cảm thấy đau đầu đau bụng một chút, thì ở cái địa phương khác kia cũng không có điều lạ gì. Nàng thực sự là hiểu lầm Trương Dương, thực sự là xấu hổ không chịu nổi, càng thêm không dám lộ đầu ra từ trong chăn, "Anh, anh chưa làm cái gì?" Trương đại quan nhân cười nói, "Anh thật ra rất muốn Bất quá nhân phẩm của anh không cho phép anh làm như vậy, thực sự anh chỉ là giúp em thay quần áo bẩn đi giặt, một ngụm cũng chưa ăn được gì, em không tin thì anh cùng em đi bệnh viện kiểm tra." Kiều Mộng Viện nghe hắn nói như vậy, càng vô cùng xấu hổ, nắm lấy cái gối trên giường nhằm người Trương Dương ném qua, Trương Đại Quan Nhân dễ dàng tránh thoát, thở dài nói, "Anh sợ nhất người khác nói oan uổng mình, Mộng Viện, sao em lại không nghĩ tới điểm tốt đẹp của anh chứ?" Kiều Mộng Viện sao có thể không biết thằng nhãi này là được tiện nghi khoe mã, nói anh thoạt nhìn không giống người tốt. Trương Đại Quan Nhân cười nói, người nhất định phải qua hiện tượng mới nhìn thấu được bản chất, anh đây tuy rằng bề ngoài không giống người tốt, nhưng bên trong lại là thuần khiết thiện lương phét mặt cười. Hắn bưng bát canh giải rượu đi qua, vỗ nhẹ lên vai của Kiều Mộng Viện, lần này Kiều Mộng Viện không phản ứng kịch liệt như vừa rồi nữa, nói, làm gì? Đứng lên, uống canh giải rượu đi. Có thể là bởi vì vừa hiểu lầm Trương Dương, Kiều Mộng Viện có vẻ có chút ngại ngùng, thuận theo hắn ngồi dậy từ trong chăn, tiếp lấy bát canh giã rượu Trương Dương đưa cho uống luôn, uống được một ngụm, nàng liền không nhịn được nhíu nhíu đầu mày nói, đắng quá. Thuốc đắng giã tật, có lợi cho bệnh, Mộng Viện, em hôm qua ói ra một lần, cả mật cũng đều nhổ ra u, sàn nhà gỗ đều bị em nôn ra trắng xóa hết đó. Kiều Mộng Viện thẹn thùng nói, đừng nói nữa. Trương Dương nói, em uống nhanh lên, anh sẽ không nói. Kiều mộng viện uống xong bát canh giã rượu, cảm thấy dạ dày thư thái hơn một chút, nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Trương Dương, nhớ tới tối hôm qua hắn không ngừng chăm sóc đối với chính mình, trong lòng không khỏi nổi lên một trận cảm động, anh cũng đi ngủ đi, mệt mỏi cả đêm rồi. Trương Dương nói, không mệt, làm chút chuyện cho em, lòng anh thấy kiên định, em nói anh có đáng bị coi thường hay không. Kiều mộng viện không nhịn được nở nụ cười, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trương dương đi qua đi đem rèm cửa sổ giật lại ở bên ngoài tuyết vẫn đang rơi rất nhiều khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa kiều mộng viện thở ra một hơi cảm thấy mình vẫn đang có một chút say rượu chưa tỉnh nhẹ giọng nói trương dương anh không đi làm sao trương dương nói anh xin nghỉ dù sao cuộc chiêu thương đã hoàn thành nhiệm vụ năm nay ở đơn vị bên kia có đi hay không cũng đều như nhau kiều mộng viện từ giường đứng lên lấy lại túi quần áo trong đó có áo ngủ cũng có trang phục nữ mốt nàng có chút vô cùng kinh ngạc nói trương dương anh bình thường hay mang nữ nhân tới ở đây trương dương cười nói anh biết em nghĩ thế mà em đừng đem chỗ tốt như vậy ném cho anh cái biệt thự này là anh mượn lương thành long những trang phục này anh cũng không biết là của ai em vừa vặn đúng lúc cần thay kỳ thực này mấy món đồ này là của sở yên nhiên trương đại quan nhân đương nhiên không tiện đem thực tế chuyện này nói ra được kiều mộng viện nói em không mặc quần áo của người khác Trương Dương nói, được rồi, anh đem quần áo của anh cầm qua, em mặc được thì mặc, bất quá có chút rộng. Kiều Mộng Viện gật đầu, sau khi cầm lấy quần áo của Trương Dương, nàng đi vào nhà vệ sinh tắm, Trương Đại Quan Nhân ở ngoài cửa nhiều lần cố gắng, rốt cục vẫn bỏ đi ý niệm phá cửa mà vào, vất vả lắm mới sắm vai chính nhân quân tử một lần, phải diễn vai này đến cùng. Quân tử dởm, Kiều Mộng Viện tắm sửa đủ một giờ, lúc này mới từ bên trong đi ra, thấy Trương Dương đang nằm ngủ ở trên ghế sofa. Nhìn bộ dạng Trương Dương ngủ say, Kiều Mộng Viện không khỏi lộ ra tiếu ý mỉm cười, đi tới bên cạnh Trương Dương, muốn đắp giúp hắn cái chăn lên, không nghĩ tới hắn đột nhiên mở hai mắt ra, Kiều Mộng Viện sợ đến thét lên một tiếng chói tai, mặt đỏ bừng lên, anh dọa chết người. Anh muốn đem em hù chết sao? Trương Đại Quan Nhân vốn là không ngủ, chỉ nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần thôi, thấy Kiều Mộng Viện đang ăn mặc một cái áo ngủ màu trắng, hai chân trắng nõn lộ ra từ trong áo ngủ, con người trong suốt mái tóc màu đen có chút ẩm ướt cả người thoạt nhìn có tính nhạy cảm kiều mộng viện đưa trả lại cho hắn quần áo to quá trương dương nở nụ cười nếu không anh đi ra ngoài mua cho em kiều mộng viện lắc đầu nói không cần phiền phức như thế ở đây hẳn là có phòng giặt quần áo em đem quần áo giặt một chút rồi hong khô rất nhanh sẽ tốt thôi nàng nói xong đi ra ngoài đi tới trước cửa lại nghĩ tới một việc trương dương điện thoại di động của em đâu trương dương cũng quên mất chuyện này điện thoại di động của kiều mộng viện hẳn là ở trên xe của hắn hắn đứng dậy ra cửa đi tới trong gaza cầm điện thoại di động của kiều mộng viện trở về kiều mộng viện thấy trên điện thoại di động có chừng mười mấy cuộc gọi lỡ không khỏi thở dài một hơi uống rượu quả nhiên làm hỏng việc nàng trước tiên gọi điện thoại trở lại cho cha ở kinh thành nói cho ông ta biết mình để điện thoại di động quên ở trong xe sau khi kiều trấn lương biết con gái bình an cũng không có hỏi nhiều Hắn thấp giọng nói, ông nội muốn nói chuyện với con. Thanh âm ôn hòa của Kiều lão từ điện thoại trong truyền đến, "Viện Viện, ta mặc quần áo rét vào rồi, kinh thành có tuyết rơi nhiều, ngày hôm nay lúc mặc vào cả một chút cũng không lạnh, vì sao không cùng ba cháu cùng nhau qua, ta rất nhớ cháu." Nghe được thanh âm của ông nội, Kiều Mộng Viện có chút xung động rơi lệ, nàng nhẹ giọng nói, "Ông nội, cháu gần đây đang bận chuyện công ty, chờ chuyện tình bên này kết thúc, cháu sẽ lập tức đi qua thăm ông." Kiều lão từ chỗ Kiều Trấn Lương đã biết được nàng muốn đem kết thúc toàn bộ việc buôn bán, đối với cháu gái này Kiều lão luôn yêu quý từ đáy lòng, y tràn ngập thân thiết nói, viện viện, không nên miễn cưỡng chính mình, chuyện của anh trai cháu không có quan hệ với cháu, ta biết, cháu vẫn đều làm rất khá, ta vẫn lấy cháu làm quang vinh, coi cháu là niềm kiêu ngạo của ta. chương 1238, Lợi ích 4 Ông nội, cháu biết, công ty còn có việc, cháu cúp máy trước. Kiều Mộng Viện biết chính mình không thể tiếp tục nói nữa, bằng không mình nhất định sẽ ở khóc thành tiếng trong điện thoại. Trương Dương có chút đồng tình nhìn Kiều Mộng Viện, áp lực của cô gái này gần đây thực sự quá lớn. Kiều Mộng Viện vội vàng đi giặt quần áo, kỳ thực là sợ Trương Dương thấy bộ dạng rơi lệ của mình. Trương Dương nói, em biết mình tối hôm qua đã làm gì hay không? Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, em chỉ nhớ có người đem tôi từ trên tường thành đẩy xuống phía dưới, đoạt tiền của một người tên là Hầu Tử. Sau đó mang em đi ăn thịt dê nướng. Sau đó thì sao? Sau đó em liền uống nhiều quá chén. Trương Dương cười nói, không chỉ uống nhiều, còn đá cửa xe của người ta nữa. A, à, Kiều Mộng Viện không có một chút ấn tượng đối với việc này, nàng vốn muốn hỏi đến tột cùng là xảy ra cái gì, lúc này Trương Dương nhận được điện thoại, điện thoại là Kỳ Sơn gọi cho hắn, vừa vặn nói lên chuyện tối hôm qua, Kỳ Sơn ở đầu dây bên kia cười ha ha, chủ nhiệm Trương bạn kia của tôi vừa mới mua xe mới chúng tôi ăn lẩu chính là vì chúc mừng hắn mua xe không nghĩ tới thực sự là không ngờ tới trương dương cười nói tôi đã nói với anh là xung khắc mà mỗi lần gặp mặt dù sao cũng phải nháo ra một chút chuyện kỳ sơn anh nói với bạn của anh rất xin lỗi chuyện tối hôm qua tôi sẽ phụ trách bồi thường tổn thất kỳ sơn nói bạn bè thì đừng nói lời khách sáo việc nhỏ mà thôi ai mà không có lúc uống nhiều nếu như cậu cảm thấy thật sự băn khoăn trong lòng chưa ngày hôm nay mời tôi một bữa cơm đi, tôi có việc quan trọng muốn gặp cậu. Trương Dương một lời liền đáp ứng. Sao 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 cúp điện thoại, mặt kiều mộng viện mắc cỡ đỏ bừng, từ lúc hiểu rõ được tình huống đã biết mình tối hôm qua đã thất thố tới cực điểm rồi. Nàng nhỏ giọng nói Trương Dương, nếu thật là tạo thành cái tổn thất gì, tôi tới bồi thường. Trương Dương nói, không có việc gì, đều là người một nhà, người khác cũng không nhận ra em hắn sở dĩ nói như vậy là sợ kiều mộng viện băn khoăn vấn đề mặt mũi, nàng là thiên kim của bí thư tỉnh ủy, phàm là kẻ tai to mặt lớn ở Bình Hải, không ai không nhận ra nàng. Kiều mộng viện nói, nếu như anh có việc, không cần ở cùng em, em uống say một hồi, hiện tại cảm thấy khá hơn rồi, Trương Dương, anh đi làm chính sự đi. Trương Dương nói, cũng không có đại sự gì, chỉ là buổi trưa phải đi ra ngoài ăn bữa cơm, mộng viện, nếu không như này, em đưa cho anh kích cỡ, lúc quay lại anh tiện đường mua quần áo trở về cho em kiều mộng viện gật đầu kỳ sơn tìm trương dương là có việc thật y nghe nói chuyện kiều mộng viện muốn chuyển nhượng sản nghiệp ra ngoài y cảm thấy rất hứng thú với chuyện này tối hôm qua thấy tình hình giữa trương dương và kiều mộng viện đoán được quan hệ giữa hai người bọn họ khẳng định không bình thường cho nên muốn đi qua trương dương tới giật dây bắc cầu trương dương nghe nói là chuyện này không khỏi thở dài nói kỳ sơn à kỳ sơn anh làm việc một chút cũng đều không quang minh lỗi lạc, rõ ràng là muốn tìm Kiều Mộng viện, cần gì phải quanh co lòng vòng với tôi, sao anh không nói sớm, tôi sẽ mời cô ấy tới để hai người nói chuyện trực tiếp." Kỳ Sơn cười nói, với quan hệ giữa tôi và Kiều Tiểu Thư thì trực tiếp gặp mặt quá đột ngột, hơn nữa, chuyện này tôi còn chưa xác nhận, Kiều Tiểu Thư rốt cuộc có thật sự muốn chuyển nhượng sản nghiệp trên danh nghĩa của cô ấy hay không?" Trương Dương nói, anh thấy sao?" Kỳ Sơn nói, nếu như tôi biết sẽ không đặc biệt mời anh tới rồi." Trương Dương nói, theo tôi được biết Kiều Mộng viện muốn chuyển nhượng sản nghiệp là không giả, bất quá nàng cho tới nay đều có một người bạn hợp tác làm ăn mật thiết. Kỳ Sơn nói, cậu là nói tới tiểu thư An Ngữ thần ở Hồng Kông. Từ những lời này của Kỳ Sơn là có thể đủ biết, Y đích xác đã bỏ một phen công phu trên chuyện này, đối với tình hình kinh doanh của Kiều Mộng viện đã điều tra một phen. Trương Dương gật đầu nói, đúng, cho dù cô ấy thật sự muốn đem sản nghiệp chuyển đi ra ngoài, đối tượng suy nghĩ đầu tiên cũng là an ngữ thần mà không phải là những người khác hơn nữa cô ấy lần này nóng lòng chuyển nhượng sản nghiệp là muốn giúp anh trai mình vượt qua trận nguy cơ này chưa hẳn muốn ném đi sản nghiệp do một tay mình sáng tạo nên nếu như kiều ra dẹp loạn được chuyện này nàng cũng sẽ không cần phải chuyển nhượng những sản nghiệp đó nữa anh nói có đúng không kỳ sơn cười nói nghe cậu nói như thế tôi nên bỏ đi cái ý niệm trong đầu đi miễn cho người khác nói tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Trương đại quan nhân cong miệng cười nói, Kỳ Sơn, nhân tiện cấp cho anh một tin tức, Khang Thành đã bị cảnh sát khống chế, chính là bởi vì chuyện lần trước của Tuệ Nguyên. Tin tức này Kỳ Sơn thật sự chưa nghe nói qua, y kinh hỉ nói thực sự. Chuyện đó không phải đã qua rồi sao? Trương Dương gật đầu nói, khổng nguyên tại trên hộ nghị thường ủy sẽ công khai hướng bí thư kiều làm khó dễ cho nên chuyện này mới có thể bị nhắc lại. Kỳ Sơn ha ha cười nói, tên khổng nguyên này thực sự là không biết sống chết, cho dù là Kiều gia gặp phải phiền phức, cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Trương Dương nói, Khang Thành quả thật là tử sĩ của Khổng Nguyên. Kỳ Sơn ho khan một tiếng, giảo hoạt nói, tôi cho tới bây giờ chưa nói như vậy qua. Trương Dương nói, đừng thế chứ, ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần nói vòng vo. Kỳ Sơn uống trà nói, chuyện này cũng là đồn đãi, trong tay tôi cũng không có căn cứ chính xác có thể chứng minh chuyện này bất quá nhìn từ việc khổng nguyên chiếu cố đối với khanh thằng thì chuyện này hẳn là tám chín phần mười. Trương đại quan nhân không nhịn được mắng một câu, lão lưu manh này. Kỳ Sơn nói, hắn từng đắc tội với cậu. Kỳ thực Kỳ Sơn có chút hiểu biết đối với mâu thuẫn giữa Trương Dương và Khổng Nguyên. Trương Dương nói, trong mắt tôi không chứa được hạt cát, đặc biệt chính nghĩa, tất cả tà ác trên đời đều là địch nhân của tôi. Kỳ Sơn tất nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ đó của hắn. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, chuyện này tôi phải theo sát. Hay nhất có thể gặp mặt Khang Thành một lần, lấy tình hình của hắn hiện nay, chính là thời cơ tuyệt vời để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Dương cười nói, anh muốn buộc hắn đem cổ phần công ty còn lại của Tuệ Nguyên đều ném cho anh sao? Kỳ Sơn mỉm cười nói, không phải buộc hắn, đó là giúp hắn, hắn đã thảm đến mức này, Tuệ Nguyên đối với hắn còn có cái ý nghĩa gì nữa chứ? Trương Đại Quan Nhân đối với chuyện trên thương trường cũng không có nhiều hứng thú lắm, điều hắn thực sự quan tâm chính là thế cục hướng đi của Bình Hải trong thời gian tới, chuyện Kiều bằng cử góp vốn phi pháp rốt cuộc có thể gây cho ảnh hưởng như thế nào cho Kiều ra. Kiều Trấn Lương có thể bình yên vượt qua trận phong ba này hay không, tiếp tục nắm trong tay quyền lực tối cao tại Bình Hải hay không. Kỳ thực không chỉ có là Trương Dương, rất nhiều người đều đang quan tâm chuyện này. Trương 1239, lợi ích 5 Trưởng ban ban tổ chức khổng nguyên là người đầu tiên cáo bệnh, chuyện của y đã bị báo cáo tới trong ủy ban kỷ luật rồi khổng nguyên cũng nhận được thông báo bảo y ngày mai đi tới kinh thành nói rõ tình huống chuyện của khổng nguyên cũng không có liên quan đến cái vấn đề riêng gì khác những năm gần đây y công tác coi như không tồi nhưng theo sự phát triển của thời đại quyền sắc giao dịch đã bị đề thăng lên và địa vị quyền tiền giao dịch ngang nhau trong lòng khổng nguyên hiểu rõ cuộc đời chính trị của mình đã chạy tới đường cùng y sớm đã có chuẩn bị tâm lý đối với việc này tuy rằng như vậy khổng nguyên vẫn làm ra vẻ đi tới một bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một phen lúc y đi kiểm tra sức khỏe vừa khéo gặp diêm quốc đào lập trường giữa hai người bọn họ không thể nghi ngờ là hai phía đối lập nhưng nhân vật chính chỉ tới cấp độ như bọn họ này rồi cho dù là trong lòng có ghét đối phương như thế nào đi nữa nhưng biểu hiện ra vẫn là giả vờ tỏ ra thân thiện hữu hảo diêm quốc đào hư tình giả ý nắm tay khổng nguyên nói trưởng ban khổng kết quả kiểm tra thế nào tôi đang chuẩn bị buổi tối đi tới nhà anh thăm anh đói Khổng Nguyên mỉm cười nói, người lớn tuổi rồi thì tinh lực luôn luôn không được tốt, tôi bị cao huyết áp, gần đây không dùng thuốc khống chế được, mới vừa kiểm tra tim, điện tâm đồ biểu hiện cơ tim thiếu máu, bác sĩ bảo tôi nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không sợ rằng một vài ngày sẽ đi gặp các mát. Khổng Nguyên cũng không bị bệnh nghiêm trọng như vậy, y chỉ là cố ý khuyết đại. Diêm quốc đào tràn đầy đồng cảm thở dài nói, đúng vậy, người lớn tuổi rồi, thân thể sẽ không thể so với hồi trẻ. Khổng Nguyên nói, quốc đào, anh tới chỗ này có việc gì? Diêm quốc đào hướng y dơ thuốc trong tay lên, AI lại không có việc gì muốn chạy tới bệnh viên chứ, gần đây tôi không ngủ được ngon, cho nên đặc biệt qua xin một ít thuốc ngủ. Khổng Nguyên ý vị thâm trường nói, quốc đào à, gần đây phải quan tâm nhiều chuyện lắm sao? Diêm quốc đào nói, đúng vậy, tôi sinh ra lao lực. Áp lực tâm lý gần đây của Diêm quốc đào cũng rất lớn. Khổng Nguyên cười cười, y nhớ tới Kiều Trấn Lương đã đi trước tới Kinh Thành, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, y hướng Diêm Quốc Đào nói Quốc Đào, lúc này rảnh rỗi không? Cùng nhau nói chuyện một chút đi. Diêm Quốc Đào sửng sốt một chút, y vốn tưởng rằng hiện tại Khổng Nguyên hẳn phải là tức giận như quả bóng phát nổ, không còn chút tinh thần nữa, nhưng thoạt nhìn Khổng Nguyên cũng không có vẻ quá mức huệ hoài, đến tột cùng y có cái suy nghĩ gì. Lại có thể dám hướng Kiều Trấn Lương làm khó dễ. Diêm Quốc Đào hiếu kỳ đối với Khổng Nguyên, y gật đầu, và khổng nguyên cùng nhau đi hướng hậu viện của bệnh viện, bên trong vườn rất yên tĩnh, ngoại trừ hai người bọn họ ra không có những người khác tồn tại, khổng nguyên tuyển chọn tròi nghỉ mát trong công viên này, đây cũng là chỗ cao nhất trong vườn, ngồi ở trong tròi nghỉ mát, có thể thấy rõ toàn bộ tình cảnh bên trong vườn, cũng không cần lo lắng bọn họ nói chuyện bị người khác nghe được. Khổng Nguyên có thể nhìn ra được sự cảnh giác của Diêm Quốc Đào đối với mình, bất quá y càng có thể nhìn ra được sự lo lắng của Diêm Quốc Đào, lúc Kiều Trấn Lương rời khỏi Bình Hải, đám thân tín của hắn bị vây trong trạng thái thấp thỏm bất an. Nếu như Kiều Trấn Lương bởi vì chuyện lần này mà buông tha Bình Hải, như vậy đám người Diêm quốc đào này sẽ mất đi chỗ sửa vững chắc, cây đổ bầy khỉ tan, Kiều Trấn Lương sẽ không quan tâm tới đám người này. Chỉ cần trong tay có quyền, đi tới chỗ nào cũng đều có thể tụ tập được một tổ chức có các thành viên hiệu chung với chính mình. Khổng Nguyên nói chuyện bắt đầu từ một tiếng thở dài, quốc đào, tôi gặp phải chuyện gì, anh hẳn là biết rõ ràng. Diêm quốc đào thản nhiên cười cười, y không nói chuyện, cũng không phải là chẳng đáng nói, mà là không biết nói thế nào, tác phong của khổng nguyên có vấn đề mà bị mất cuộc đời chính trị, cũng không có gì đáng giá y đi chế nhạo, mỗi người đều có nhược điểm, hiện tại không có việc gì không có nghĩa là vĩnh viễn không có việc gì, một ngày ngươi xúc phạm dến lợi ích chính trị của người khác, tại trong đấu tranh bị người khác bắt được nhược điểm, người phải trả giá lớn bị mất tiền đồ chính trị, khổng nguyên là tự tìm nếu như y không phải chủ động đi trêu chọc Kiều Trấn Lương, có thể Kiều Trấn Lương vẫn sẽ tiếp tục khoan dung đối với y. Khổng Nguyên nói, ngày mai tôi sẽ đi tới Kinh Thành, sau đó sẽ không quay về Bình Hải nữa. Diêm Quốc Đào đối với việc này đã có chuẩn bị tâm lý, y nhẹ giọng nói thực sự là đáng tiếc. Y đích xác là vì Khổng Nguyên bởi vì một cái sai lầm cấp thấp bị mất cuộc đời chính trị mà cảm thấy đáng tiếc. Khổng Nguyên nói, người có lúc là không có lựa chọn, đi về phía trước là tuyệt lộ, lui ra phía sau cũng là tuyệt lộ, nhưng số phận sẽ không cho phép người ta thủy chung đứng ở tại chỗ bất động. Tình cảnh của y đích thật là tiến thoái lưỡng nan. Diêm quốc đào nghe thấy Khổng Nguyên nói như vậy, trong lòng lại có thể có chút đồng tình với y. Khổng Nguyên nói, tôi đã không có lựa chọn, nhưng anh thì còn. Diêm quốc đào mỉm cười nói, tôi từ lâu đã làm ra lựa chọn. Y ý, ý thức được Khổng Nguyên gọi mình ra đây rất có thể là xúi dục, y muốn cho Khổng Nguyên đã chết cái ý này, Kiều Trấn Lương đối với hắn không tệ. Khổng Nguyên nói: "Quốc Đào, tại trong thể chế rất khó tìm được bạn bè chân chính, tôi không biết anh là nhìn thế nào, tôi tới Bình Hải lâu như vậy, nhưng bên người không có một người bạn thật sự." Khổng Nguyên nói lời này, làm cho Diêm Quốc Đào tràn đầy đồng cảm, trong quan trường quả thực rất khó tìm được bạn bè chân chính, quan hệ giữa người và người đều là lợi dụng và bị lợi dụng, cho dù hắn và Kiều Trấn Lương cũng không ngoại lệ, bọn họ là cấp trên cấp dưới tốt, khách và chủ tốt nhưng không phải là bạn bè chân chính, bởi vì hắn không có tư cách ngồi ngang hàng với Kiều Trấn Lương. Siêm Quốc Đào nói, con đường này vốn có chính là cô độc, nếu chúng ta đã lựa chọn, mình cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Khổng Nguyên nói, trước khi Kiều lão lui về nghỉ hưu, chuyện của Kiều bằng cử căn bản là không có khả năng phát sinh. Siêm Quốc Đào phát hiện Khổng Nguyên rất rõ ràng tình thế hiện tại, những lời này của y rõ ràng là ám chỉ, lực ảnh hưởng của Kiều lão đã không bằng hồi trước, nếu như đổi thành quá khứ nguy cơ chính trị của Kiều Gia căn bản không có khả năng phát sinh. chương 1240, lấy cái gì làm trọng? 1. Diêm quốc đảo ý thức được không nên tiếp tục nói chuyện như vậy, y dơ lên tay nhìn đồng hồ một chút, đây là một loại phương thức cự tuyệt huyền truyền, y đang nói cho Khổng Nguyên, mình không có thời gian nghe hắn nói nhảm. Khổng Nguyên nở nụ cười, cũng không có tiếp tục nói điều kia nữa, nhẹ giọng nói, tôi bây giờ mới chính thức hiểu được, trên đời này duy nhất đáng tin chỉ có thể là chính mình diêm quốc đào mỉm cười đứng dậy trưởng ban khổng tôi đi trước khổng nguyên gật đầu chờ khi diêm quốc đào đi xuống tròi nghỉ mát y bỗng nhiên nói anh có nghe nói bí thư kiều cũng bị bệnh hay không bước chân của diêm quốc đào dừng lại một chút bất quá y lập tức tiếp tục đi về phía trước giả ra bộ dạng căn bản không có nghe thấy câu đó nhưng không thể nghi ngờ những lời này gây cho diêm quốc đào sự rung động rất lớn diêm quốc đào biết kiều trấn lương không sinh bệnh ý của khổng nguyên cũng không phải ở chỗ này trên đường trở về phòng làm việc diêm quốc đào thủy trung suy nghĩ chuyện này diêm quốc đào cũng không xem trọng hành trình tới kinh thành lần này của kiều trấn lương chuyện của kiều bằng cử đã xảy ra một đoạn thời gian rồi đến bây giờ cũng không có thấy dấu hiệu dẹp loạn nói cách khác kiều gia tại trên phương diện đối phó cũng không phải đặc biệt có tác dụng thay lời khác mà nói chính là đối thủ không thể nghi ngờ đánh cho kiều ra một đòn trở tay không kịp hiện tại kiều lão vẫn đang là nguyên lão đức cao vọng trọng thế nhưng hắn dù sao đã lui xuống rồi theo thời gian lui xuống càng lâu, lực ảnh hưởng của hắn trong đảng cũng dần dần suy yếu, khổng nguyên nói không sai, trước khi kiều lão rút lui, tuyệt đối không có người dám hướng kiều ra phát ra khiêu khích như vậy. Diêm quốc đào ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, nhiều lần nhớ lại phiên đối thoại giữa mình và khổng nguyên, từ sau khi kiều gia gặp phải phiền phức, diêm quốc đào thủy trung bị vây trong trạng thái lo nghĩ, y lo lắng vì số phận của kiều gia, càng lo lắng cho tiền đồ chính trị của mình. Nếu như Kiều Trấn Lương ngã xuống, như vậy thời gian tới y sẽ không có bất luận cái tiền đồ gì đáng nói. Một mình trầm tư gần nửa tiếng đồng hồ, Diêm Quốc Đào rốt cục cầm lấy điện thoại, gọi tới số điện thoại của Kiều Trấn Lương. Thanh âm của Kiều Trấn Lương có chút huệ hoài, Quốc Đào, có việc gì sao? Diêm Quốc Đào trước sau như một khiêm cung nói, bí thư Kiều, lúc nào ngài trở về. Gần đây ở Bình Hải có rất nhiều lời đồn. Kiều Trấn Lương có chút không nhịn được nói, biết là lời đồn thì cậu không cần phải đi nghe, Tâm tình hiện tại của y rất kém cỏi, lời nói này của Diêm Quốc Đào vừa vặn là lời y không muốn nghe. Diêm Quốc Đào nói: "Bí thư Kiều, ngài không có việc gì chứ?" Kiều Trấn Lương thở dài tại trong điện thoại, "Quốc Đào, gần đây thân thể của tôi không được tốt lắm." Kiều Trấn Lương nói đến đây thì không có tiếp tục nói nữa, y cho rằng có một số việc không cần phải hướng Diêm Quốc Đào giải thích, "Quốc Đào, cậu an tâm công tác đi, có việc gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu." Y nói xong liền cúp điện thoại. Siêm Quốc Đào kinh ngạc nắm điện thoại, nghe thanh âm tút tút đều đều, cả mấy phút cũng không có ngắt điện thoại, Kiều Trấn Lương chủ động nói thân thể không tốt lắm, có ý tứ gì? Hắn đến tột cùng là có ý tứ gì? Những lời này đến tột cùng là truyền tín hiệu gì đến chính mình chứ? Siêm Quốc Đào có loại cảm giác tòa nhà cũng nghiêng ngả. Tống Hoài Minh cũng không phải lần đầu tiên thay mặt chủ trì hội nghị thường ủy tỉnh, nhớ lại lần trước tại lúc cố duẫn chi chủ chính Bình Hải, nhìn biểu tình phức tạp của các vị thường ủy, Tống Hoài Minh trong lòng âm thầm cảm thán, mỗi lần đối mặt với lúc phong vân biến động, chính là giai đoạn khó qua nhất đối với đám người bọn họ này, Tống Hoài Minh ngày hôm nay mời dự họp cái hội nghị thường ủy này, mục đích thật sự chính là vì làm an ổn lòng quân. Tống Hoài Minh trước tiên nhằm vào công tác sắp tới làm tổng kết, sau đó tiến hành công tác nhắc nhở, trong đó không thể tránh né nhắc tới một việc chính là Khổng Nguyên, vấn đề của Khổng Nguyên đã bị báo cáo đến trong ủy ban kỷ luật. Ở trên chưa phái người mới xuống nhậm chức, công tác của ban tổ chức tạm thời do phó trưởng ban ban tổ chức Đậu Minh phụ trách. Tống Hoài Minh cũng không có nhắc tới chuyện của Kiều Trấn Lương, vào thời khắc mẫn cảm này bất luận xử lý cái chuyện gì đều cần thận trọng, Tống Hoài Minh nói, trong đoạn thời gian gần đây, Bình Hải xảy ra một việc, thế nhưng tôi tin tưởng, bất luận cái chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc phát triển Bình Hải, tôi mong muốn mọi người rõ ràng chức trách của mình, vì sao các anh muốn tới Bình Hải? Đảng và quốc gia cho anh chức vị này là muốn anh làm cái gì? Bên ngoài nổi gió cũng được, trời mưa cũng được, nhưng dân chúng vẫn còn phải tiếp tục sống, chúng ta còn tại vị một ngày thì không được làm họ thất vọng trong công tác của mình, không được làm thất vọng sự tín nhiệm của quốc gia và nhân dân. Những lời này nghe lên thì rất lớn, thế nhưng lớn cũng không phải là khó làm được. Tôi muốn hỏi mọi người một vấn đề đơn giản, ở trong lòng mỗi người các anh đang quan tâm nhất là cái gì? Không ai trả lời vấn đề của Tống Hoài Minh. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến hầu như cả một cái kim rơi xuống cũng đều có thể nghe được. Tống Hoài Minh nói, tôi biết vấn đề này cũng không tiện trả lời, trong lòng mỗi người đều có đáp án của chính mình, có người quan tâm nhất chính là gia đình, có người quan tâm chính là quyền lực, còn có người quan tâm nhất chính là sinh mệnh và khỏe mạnh, thế nhưng tôi mong muốn mọi người đang ngồi ở đây có thể cho tôi đáp án là, chúng ta quan tâm nhất là quốc gia của chúng ta, nhân dân của chúng ta. Tống Hoài Minh nói xong lời nói này, dừng lại một hồi, ánh mắt của y đảo qua trên mặt từng người. Tống Hoài Minh nói, tôi nói nghe lên có vẻ hót như khiếu, có lẽ có người cho rằng, tôi nói rất hay, thế nhưng chính tôi chưa chắc đã làm được. Thanh âm của Tống Hoài Minh đột nhiên tăng lên, tôi làm được. Được người ủy thác, trung thành làm việc, tổ tiên chúng ta đã sớm nói qua nói như vậy, đây là một cái đạo lý đối đãi tối thiểu, những người chúng ta đều là được bách tính ủy thác. Là sự phó thác đến từ quốc gia, chúng ta phải làm gì? Muốn lấy cái gì làm trọng, đạo lý này tôi nghĩ không cần nói rõ với mọi người. Tay phải của Tống Hoài Minh có lực phối hợp quơ lên trên hư không, y lớn tiếng nói, tôi nhìn ra được, có một số người tỏng lòng đang rất thấp thỏm, bởi vì gần đây phát sinh một việc mà trở nên lo được lo mất. Theo ý tôi, đây là không có đem dân chúng đặt ở vị thứ nhất, anh sợ cái gì? Tại vì một ngày, anh không được làm người dân thất vọng, anh phải kiên định làm tốt chuyện của dân chúng, không phải là nghĩ tới tranh đấu giành quyền lực không phải là nghĩ tới phong vân biến động trên chính trị sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với anh. Quốc gia và nhân dân cần chính là kiên định làm việc, không phải cần chính trị ra lại càng không phải cần kẻ âm mưu. chương 1241, lấy cái gì làm trọng? 2. Vẻ mặt của Tống Hoài Minh rõ ràng có chút dị động, y hít sâu vào một hơi, cấp tốc điều chỉnh lại tâm tình một chút. Bình Hải là một chiếc thuyền lớn, mỗi người chúng ta đều có phân công rõ ràng, công tác của mỗi người đều không thể thiếu, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều chớ quên, mục đích của đám người chúng ta là làm sao đem chiếc thuyền lớn lớn này đi thẳng dựa theo phương hướng từ trước, bảo đảm cho lữ khách trên thuyền lớn bình an đến được chạm kế tiếp, tôi muốn mỗi người đều phải lấy lợi ích của nhân dân làm đầu. Phòng ba mưa gió đã tới, đám thuyền viên xuất hiện một chút tâm lý ba động là không thể tránh được, thế nhưng nếu có người dám quên an nguy của hành khách, không để ý tới lợi ích của tập thể, vậy chứng minh anh chủ động rời khỏi cái đoàn đội này, tôi không chào đón người như vậy, Nhân dân của chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người như vậy tồn tại." Tống Hoài Minh nói cho hết lời, giám đốc sở công an cao trọng là người đầu tiên vỗ tay, kế tiếp các thường ủy có mặt đều bắt đầu vỗ tay, thế nhưng trong lòng mỗi người đều là tâm tình cực kỳ phức tạp. Sau khi tan họp, thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào và phó chủ tịch thường vụ tỉnh Tiêu Nãi Vượng đi cùng nhau, Tiêu Nãi Vượng nhẹ giọng nói, "Quốc Đào, khi nào bí thư Kiều trở về?" Diêm Quốc Đào hướng bốn phía nhìn một chút, sau khi vững tin xung quanh không có người mới nói, lão tiêu, ông hỏi tôi, tôi đi hỏi ai đây? Tiêu nãi vượng thở dài một hơi. Diêm quốc đào nói, ông có tin tức. Tiêu nãi vượng nói, có tin tức tôi lại phải hỏi ông sao? Sau khi hội nghị thường ủy đi qua không lâu, Tống Hoài Minh nhận được tin tức, Phó Bộ trưởng Bộ Trung Tổ Tra Tấn Nam đi tới Đông Giang, muốn cùng y gặp mặt riêng, trước đó cũng không có bất luận cái dấu hiệu gì. Lúc Tống Hoài Minh nhận được tin tức, Trước tiên cho an bài tiếp đãi ở nhà khách, trên đường Tống Hoài Minh đã dự đoán được, lần này cha Tấn Nam đến có 89 phần 10 có liên quan tới chuyện của Kiều Trấn Lương. Cha Tấn Nam và Tống Hoài Minh cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, lúc cha Tấn Nam xuống xe, Tống Hoài Minh mỉm cười ninh đón, cha Tấn Nam hướng Tống Hoài Minh vươn tay ra, Hoài Minh, chúng ta lại gặp mặt. Tống Hoài Minh bước nhanh về phía trước, cầm tay cha Tấn Nam nói, Bộ trưởng cha ngài tới lần này thế nào lại làm tôi trở tay không kịp như vậy chứ? Cha Tấn Nam cười nói, tôi cũng không phải tới Bình Hải, là muốn tới Thượng Hải tham gia một cái hội nghị, trên đường đi qua Đông Giang, cho nên thuận tiện qua thăm. Tống Hoài Minh biết cha Tấn Nam tuyệt đối không sẽ thuận tiện mà qua, hắn lần này đến đây nhất định có mục đích chính trị quan trọng, y mời cha Tấn Nam đi tới tiểu lâu số 1 của nhà khách. Cha Tấn Nam và Tống Hoài Minh ngồi xuống tại trên sofa, Tống Hoài Minh nói, Bộ trưởng cha, Tôi đã an bài rồi, buổi tối cùng nhau đi ăn." Cha Tấn Nam cười nói, "Chúng ta Trung Hoa tầm thường nhất chính là ăn, vô luận làm chuyện gì, tới nơi nào, mở miệng ngậm miệng thì câu nói đầu tiên đều là muốn mời ăn, bất quá ai cũng không thể ngoại lệ, dân lấy ăn là trời mà." Tống Hoài Minh theo đó nở nụ cười. "Cha Tấn Nam nói, cơm tối thì tôi không ăn, tôi nói rồi, là thuận tiện qua thôi, tìm anh cũng chỉ là vì nói chút chuyện, nói xong chuyện tôi sẽ đi." Tống Hoài Minh nói, "Mời Bộ trưởng cha chỉ thị." Cha tấn nam nâng chung trà, uống vài ngụm, nhẹ giọng nói, "Hoài Minh à, trên tổ chức sắp thêm trọng trách cho anh." Lời hắn nói cũng không có gây cho Tống Hoài Minh rung động quá lớn, bởi vì Tống Hoài Minh đã có chuẩn bị tâm lý đối với việc này, từ trước khi Kiều Trấn Lương đi kinh đô đã nói lên tình huống, y cũng dự liệu đến rất khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này, điều làm Tống Hoài Minh thực sự lo nghĩ là, Kiều Trấn Lương tại trên công tác chính là tương đối xứng chức lẽ nào chỉ bởi vì chuyện của con hắn mà bị mất đi cuộc đời chính trị? Cha Tấn Nam tựa hồ đoán được nghi ngờ của Tống Hoài Minh, mỉm cười nói thân thể của đồng chí Trấn Lương xuất hiện vấn đề là chính ông ấy chủ động yêu cầu lui ra, cũng là ông ấy hướng lên tổ chức đề cử anh tiếp nhận công tác của ông ấy. Hoài Minh à, Bình Hải là tỉnh kinh tế lớn của quốc gia chúng ta, Quốc vụ viện Trung ương Đảng rất coi trọng sự phát triển của Bình Hải, đem gánh nặng này giao cho anh, cũng thể hiện đầy đủ tin tưởng đối với anh, cá nhân anh có lòng tin hay không? Tống Hoài Minh gật đầu, Bộ trưởng cha, cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm tôi, tôi sẽ cố hết sức gánh vác cái trách nhiệm này. Cha Tấn Nam lời nói thấm thiên nói, nhất định phải bảo đảm chiến thuyền lớn Bình Hải này bình ổn chạy tiếp. Hắn nhìn thời gian một chút rồi nói, triệu tập mọi người trong thường ủy một lần đi, tôi sẽ đem mệnh lệnh lần này hướng mọi người tuyên bố một chút. Mục đích của cha Tấn Nam đến đây, thứ nhất là tuyên bố quyết định phân công của tổ chức đối với Tống Hoài Minh, thứ hai là nói rõ tình hình của Kiều Trấn Lương, điều Trấn Lương bởi vì tình hình thân thể đã nằm viện kiểm tra, sau đó khi điều kiện thân thể cho phép, tổ chức sẽ phân phối công tác mới. Cha Tấn Nam cũng cường điệu đây chỉ là một hồi biến động công tác bình thường, mong muốn mọi người không nên suy nghĩ nhiều, phải đem tinh lực tập trung tại trên công tác. Đối với Khổng Nguyên, cha Tấn Nam không có khách khí như vậy, hắn tại chỗ vạch rõ một ít vấn đề của Khổng Nguyên, hiện tại Ủy ban kỷ luật đang bắt tay vào điều tra, rất nhanh sẽ có ý kiến chính xác. Trong một cái buổi chiều ngắn ngủi, nhóm thường ủy được tập trung mở hai lần hội nghị. Lần đầu tiên mọi người dự họp trong lòng đều là thấp thỏm, nhưng tới lần hội nghị thứ hai, chuyện đã rõ ràng, thật sự có một số người trong lòng càng thêm sợ hãi, đại biểu trong đó chính là Diêm Quốc Đào, dự cảm trong lòng Diêm Quốc Đào rốt cục được chứng thực, Kiều Trấn Lương rốt cục chính là lấy phương thức như vậy cáo biệt sân khấu chính trị của Bình Hải, làm cho Diêm Quốc Đào tràn ngập oán niệm chính là, trong làn trò chuyện ngày hôm đó, Kiều Trấn Lương lại có thể không lộ ra nửa điểm ý tứ cho y. Y tuyệt không tin khi đó Kiều Trấn Lương không có chút cảm kích nào đối với việc an bài của tổ chức, Diêm Quốc Đào có loại cảm giác bị vứt bỏ, Kiều Gia quả nhiên không còn là Kiều Gia lúc trước, nguy cơ chính trị lần này lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế, nếu như không phải tra tấn nam chính miệng tuyên bố, Diêm Quốc Đào sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Sau khi tan họp, Y thậm chí còn sung động muốn gọi điện thoại cho Kiều Trấn Lương chứng thực chuyện này, thế nhưng cuối cùng khống chế được bỏ đi, Diêm Quốc Đào rốt cuộc thấy rõ được hiện thực trước mắt. Hiện tại Kiều Trấn Lương căn bản không rảnh bận tâm đến vấn đề của y. Y phải một lần nữa suy nghĩ tới việc đứng thành hàng của chính mình, thế nhưng Diêm Quốc Đào vẫn đang không cách nào chấp nhận được, quan hệ hợp tác thời gian dài như thế, Kiều Trấn Lương lại có thể keo kiệt đến cả một tiếng nhắc nhở cũng đều không nói. Chương 1242, lấy cái gì làm trọng ba. Lúc này tâm tình của Kiều Trấn Lương đã bình thản hơn rất nhiều, toàn bộ buổi chiều y đều đi cùng cha ở trong phòng cọ rửa và mài đá. Kiều lão nhìn con mắt chăm chú của con trai, không khỏi lộ ra một tia tươi cười vui mừng, lão gỡ khẩu trang xuống nói, được rồi, tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Kiều Trấn Lương gật đầu, rửa sạch hai tay, mặc áo khoác ngoài vào cho cha. Tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi đều là cảnh tượng một mảnh bạc trắng, tuy rằng không khí rất lạnh, thế nhưng rất tươi mát, hai cha con một trước một sau đi ở trên mặt tuyết, rất nhanh Kiều Trấn Lương liền tụt lại khoảng cách hơn một mét với cha, Kiều lão dừng lại bước chân, xoay người nói, chưa ăn cơm sao? Chúng ta đi cùng một chỗ, con còn giống một ông lão hơn cả ta. Kiều Trấn Lương cười nói, ba, con so ra kém ba, ba càng già càng dẻo dai. Kiều lão ha ha nở nụ cười một tiếng, có phải trong ngực khó chịu hay không? Kiều Trấn Lương lắc đầu nói, lúc quyết định rời khỏi quả thật ngực rất khó chịu, thế nhưng khi thực sự lui ra, trái lại cảm thấy toàn thân thoải mái, chính con cũng đều không rõ là vì cái gì. Kiều lão nói, đối thủ bước đến quá gấp, con một lòng muốn phản kích, trái lại không có thời gian đi suy nghĩ chuyện của hắn, con đã xem qua so đấu chức nghiệp quyền anh chưa? Kiều Trấn Lương nói, đương nhiên đã xem qua. Kiều lão nói, chỉ cần không bị một quyền đánh ngã, không có bị nốc ao, luôn luôn có cơ hội vồ đến. Kiều Trấn Lương cười nói, ba, ngài thật đúng là giống câu tiễn. Kiều lão cười nói, bất quá, ta phải nhắc nhở con, con đừng tưởng rằng một ván này đã kết thúc, người khác nhìn ra sự nhượng bộ của con là một loại phòng ngự, thế nhưng, hắn lại sợ con sẽ cùng hắn liều mạng, để tránh cho lưỡng bại câu thương, hắn phải bong chậm lại tiết tấu tấn công, thế nhưng con nghìn vạn lần đừng tưởng rằng hắn sẽ buông tha tiến công. Kiều Trấn Lương nói, nếu hắn vẫn sẽ tiến công, vì sao chúng ta phải nhượng bộ? Kiều Lão mỉm cười nói, thu được cơ hội tạm nghỉ, có một số người có tốc độ khôi phục nhanh hơn so với người khác một chút. Kiều Trấn Lương nói, ba, thời điểm bọn họ vừa mới bắt đầu khởi xướng tiến công đã đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, lần tiến công sau, con tuyệt đối sẽ không cho hắn dễ dàng đắc thủ. Kiều lão nói, lòng hiếu thắng của con vẫn là mạnh như vậy, cao thủ chân chính phải là không chiến mà khuất phục quân của kẻ thù, bình thản không chỉ có ở mặt ngoài, mà ở cả trong nội tâm của con, chỉ có nội tâm của con cũng đủ bình thản, mới có thể làm được sự bình tĩnh chân chính, một người thực sự hiểu được bình tĩnh, mới có thể tại trong bất luận cái nghịch cảnh gì cũng sẽ không buông tha suy xét. Kiều Trấn Lương nói, bước tiếp theo của hắn sẽ đi như thế nào? Kiều Lão đi về phía trước một bước, hai tay chắp ở sau người, con cho rằng là như nào? Kiều Trấn Lương nói, hắn sẽ không tiếp tục làm to tại trên chuyện của bằng cử, nếu như hắn từng bước ép sát, thế tất sẽ khiến cho những người khác cảnh giác. Thế nhưng hắn cũng sẽ không cam tâm cho con có cơ hội tạm nghỉ, hắn sẽ chế tạo phát triển mâu thuẫn mới, làm cho con không cách nào lật mình. Kiều lão nói, vấn đề then chốt còn đang ở Bình Hải. Bình Hải, Kiều lão nói, ta rất quen thuộc thủ pháp của người này, Trấn Lương phải cẩn thận vấn đề nội bộ. Hai mắt lão thâm thúy nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói, lễ mừng năm mới năm nay, gọi tất cả mọi người trong nhà tới, chúng ta phải sống dễ chịu một lễ. Kiều Trấn Lương gật đầu, nhưng không nói gì, trong lòng cũng hiểu được, mạnh truyền mỹ hẳn là sẽ không đến khi trương dương trở lại đã mang tới quần áo mới mua cho kiều mộng viện lúc kiều mộng viện trở về phòng thay đổi xong đi tới phòng khách thấy trương dương tiện đường mang đến cho nàng đồ ăn vặt kiều mộng viện bởi vì ngày hôm qua uống nhiều lắm cho tới bây giờ cũng chưa có ăn gì mới chỉ uống chút canh trương dương mang đến nhẹ giọng nói sau này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa trương dương cười nói thế sự không có tuyệt đối anh trước sau cho rằng mục đích của uống rượu là vì thả lỏng mà không phải vì mượn rượu tiêu sầu Tuy rằng chính tôi cũng không làm được. Kiều Mộng Viện nói, "Trương Dương, anh phải kiên cường lên." Trương Dương nói, "Anh là đàn ông, đương nhiên có đủ cứng đủ mạnh, kiên là cứng, cường là mạnh." Thằng này chơi chữ mặt cười. Mặt Kiều Mộng Viện ửng đỏ, trong lời Trương Dương nói luôn luôn mang theo một cổ mũi vị khiêu khích như vậy, thế nhưng nàng cũng không ghét hắn làm như vậy. Biện pháp tốt nhất để đối phó với người như Trương Dương chính là giả vờ chưa có nghe được hắn đang nói cái gì, bởi vì người như Trương Dương chính là người càng là phản ứng hắn hắn càng là được mũi lên mặt kiều mộng viện nói em phải trở về anh đưa em về kiều mộng viện trái lại lắc đầu nói em lái được trời có tuất rơi đó lái xe không dễ dàng đâu kiều mộng viện gật đầu ngầm đồng ý cho hắn đưa mình về trương dương đem kiều mộng viện đưa đến trong nhà nhìn bóng lưng của kiều mộng viện trương đại quan nhân không khỏi sinh ra ý nghĩ thương xót trong lòng Lúc này Trương Dương cũng không biết Kiều Trấn Lương đã vung lên một dấu chấm hỏi tại trên sân khấu chính trị của Bình Hải. Sau khi Trương Dương rời khỏi không lâu, liền nhận được điện thoại của Phó Bí Thư ủy Ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồ Nghi, nàng hẹn Trương Dương tới chỗ nàng một chuyến, Trương Dương đi tới nơi ở của Lưu Diễm Hồng, nhìn thấy vẻ mặt Lưu Diễm Hồng phi thường ngưng trọng, Trương Đại Quan Nhân lập tức ý thức được chuyện không ổn, hắn cười nói chị Lưu, tìm tôi có việc sao? Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, Tôi tìm cậu qua là muốn chứng thực một việc." Trương Dương gật đầu, trước khi chuyện chưa rõ ràng, hắn không có nóng lòng ngồi xuống, giả ra bộ dạng kinh sợ, "Tôi vẫn là đứng đi, chỉ cứ phê bình tôi." Lưu Diễm Hồng chỉ chỉ sofa nói, "Cậu đừng khẩn trương, tôi là biết được tình huống." Trương Dương nói, "Có thể không khẩn trương sao? Tới chỗ chị ở đây, nếu không phải xong quy thì chính là xử phạt, dù sao sẽ không phải là đặc biệt gọi tôi tới để biểu dương tôi." lưu diễm hồng nói bí thư kiều bởi vì thân thể không tốt đã từ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh bình hải cậu biết chưa trương đại quan nhân khó có thể che giấu được khiếp sợ trong lòng đôi mắt chừng đến to như chuông đồng nói cái gì làm sao không ai cho tôi biết lưu diễm hồng tức giận nói cậu là trong tổ nào bộ nào vì sao phải thông báo cho cậu trương dương gãi gãi đầu hắn thật sự không nghĩ tới việc này sẽ biến thành như vậy trong cái nhìn của hắn tuy rằng Kiều Bằng cử nháo loạn xảy ra vấn đề, nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời chính trị của Kiều Trấn Lương, chuyện hết lần này tới lần khác lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Trương Dương nói, bí thư Kiều từ chức, vậy hiện tại lão đại ở Bình Hải là ai? Kỳ thực hắn đã đoán được là Tống Hoài Minh. Lưu Diễm Hồng nói, có liên quan gì với cậu sao? Trương Dương nói, nếu không có quan hệ gì tới tôi, vậy chị gọi tôi đến nơi đây là vì cái gì? Không phải đặc biệt nói cho tôi biết chuyện này, lẽ nào muốn xử lý tôi hắn đương nhiên biết lưu diễm hồng sẽ không làm như vậy nếu như muốn xử lý mình cũng sẽ không đặc biệt gọi hắn đến nhà riêng lưu diễm hồng nói trương dương tôi hỏi cậu một việc cậu hãy thành thật nói cho tôi biết trước giây có phải cậu đem một bức tranh lâu thất minh của hoàng nhàn vân cho bí thư kiều hay không trương đại quan nhân nghe vậy sửng sốt tôi nói chuyện có quan hệ gì với chị chứ lưu diễm hồng nói trương dương một bức tranh của hoàng nhàn vân có giá trị bao nhiêu không cần tôi hướng cậu nhấn mạnh chứ." Trương Dương nói, "Trưởng phòng Lưu, ngài có ý tứ gì?" Cách xưng hô của hắn đối với Lưu Diễm Hồng cũng thay đổi. Lưu Diễm Hồng nói, "Rất nhiều chuyện, cậu đừng tưởng rằng làm được bí ẩn là không ai biết." Trương Dương nói, "Lời này của ngài, tôi không thích nghe, cái gì gọi là không muốn người biết, tôi làm chuyện xấu gì sao?" Lưu Diễm Hồng nói, "Tôi đem gọi cậu đến nơi đây chính là muốn cậu đề cao giác ngộ chính trị một chút có một số việc tôi có thể tin tưởng cậu thế nhưng người khác thì sao nếu như loại chuyện này bị người có tâm biết được bọn họ có thể làm to chuyện hay không trương dương nói vậy là ngài nhận định tôi tặng lễ cho bí thư kiều hiện tại ông ấy mặc kệ thì chuẩn bị tính sổ với tôi sao lưu diễm hồng nói đây là cái thái độ gì trương dương không cần tôi nhắc nhở cậu chứ trương dương nói trưởng phòng lưu Ngài hôm nay tìm tôi đi tới là vì công hay vì tư? Lưu Diễm Hồng nói, vì công thì thế nào, vì tư thì thế nào? Trương Dương nói, nếu vì tư, ngài là có lòng tốt nhắc nhở tôi, tôi cảm tạ ngài. Nếu vì công, tốt lắm, tôi chưa bao giờ đút lót bí thư Kiều, cũng không có cố gắng kiếm bất luận cái lợi ích chính trị gì từ bí thư Kiều, nếu ai đem chuyện tôi và bí thư Kiều gặp gỡ làm loạn, tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lưu Diễm Hồng nói, cậu muốn làm gì? uy hiếp tôi sao? Trương Dương nói, tôi không dám, tôi tin tưởng nhân phẩm của ngài, ngài sẽ không làm loại chuyện bỏ đá xuống giếng này, tôi nói chính là kẻ ở sau lưng nói láo dùng dao đâm chọc kia. Cũng là Lưu Diễm Hồng biết tính tình của Trương Dương, cũng biết hắn không phải nói chính mình. Đổi thành người khác nàng đã sớm không nhịn được rồi, Lưu Diễm Hồng nói, người khác gặp phiền phức đều liều mạng hướng hai bên trái phải tránh đi, nhưng cậu thì ngược lại, một mực đem mặt hướng tới, như là sợ phiền phức không tìm được cậu, tôi nói cậu không tiết kiệm chút sức lực sao, hiện tại đã là lúc nào rồi. Cậu không có việc gì lại chạy tới Kiều Gia làm cái gì. chương 1243, Lâu Thất Minh 1 Trương Dương nói, bí thư Kiều đối đãi với tôi không tồi, tôi và hai anh em Kiều bằng cử đều là bạn tốt, hiện tại người ta xảy ra chuyện, làm bạn tốt tôi đi tới ân cần thăm hỏi một chút có cái gì sai. Chuyện người vừa đi trà liền lạnh đó tôi không làm được, tôi rất buồn bực, Lúc này bí thư Kiều mới vừa nghỉ bệnh thì đã có nhiều người nhiều vội vã nhảy ra phân rõ giới hạn như vậy. Lưu Diễm Hồng ngày hôm nay gọi Trương Dương tới là có ý tốt, nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này lại phản ứng kịch liệt như thế, không khỏi cũng có chút phát hỏa, Trương Dương, cậu ở trước mặt tôi phát hỏa cái gì? Bây giờ là có người đem vấn đề đó phản ánh tới tôi đó, trên quan trường mọi việc không thể đều dùng tính tình của mình, rất nhiều chuyện so với trong tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn nhiều lắm, nhất cử nhất động của cậu không chỉ có quan hệ đến mỗi mình cậu đâu nghe được lưu diễm hồng nói như vậy trương dương dần dần bình tĩnh xuống lưu diễm hồng hiển nhiên là không có bất luận cái ác ý gì đối với mình chuyện này tới chỗ nàng liền bị nàng đè ép xuống tới nếu như ở trong tay người khác còn không biết sẽ sản sinh ra ảnh hưởng như thế nào quả thật bây giờ nước đã đục tuy rằng hắn không sợ chuyện thế nhưng thân phận của hắn là con rể tương lai của tống hoài minh hôm nay tống hoài minh đã kế nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh bình hải nhất cử nhất động của mình tất sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với ông ấy nghĩ qua một tầng như vậy trương dương trầm mặc xuống lưu diễm hồng nói cậu ngồi xuống cho tôi trương đại quan nhân biết mình có tức giận cũng không được hướng về phía lưu diễm hồng phát ra hắn cũng biết lưu diễm hồng vẫn rất chiếu cố đối với hắn bằng không cũng sẽ không gọi hắn đến nhà thảo luận chuyện này trương dương ngồi xuống nói chị lưu chị đừng giận tôi không nên phát hỏa với chị Lưu Diễm Hồng nói, cậu dám phát hỏa vói tôi, cậu tin tôi hiện tại liền xong quy cậu hay không? Trương Đại Quan Nhân ha hả cười nói, tôi tin, tôi một trăm lần tin tưởng, hiện tại đồng học ngài đều đảm đương bí thư tỉnh ủy, xong quy một cán bộ cấp huyện tôi cũng chỉ là một câu nói. Lưu Diễm Hồng đưa tay muốn đánh lên cái ót của hắn một cái, muốn ăn đánh hay không? Nàng đương nhiên cũng sẽ không thực sự hạ thủ, tay cao dơ lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó thở dài nói, Trương Dương, tại trong mắt người khác, cậu là con rể của chủ tịch tỉnh thống nhất cử nhất động của cậu đã bị rất nhiều người có ý đồ quan tâm tới hiện tại chính là lúc chuyển giao quyền lực cậu hiểu rõ ý của tôi chứ trương dương nói tôi hiểu được chị là quan tâm tới chú tống của tôi lưu diễm hùng bị hắn nói đến mặt phát nóng bực bội nói tiểu tử thối tôi đang nói chính sự với cậu cậu nói với tôi bậy bạ gì đó trương dương nói chị lưu người này thực sự là có lòng giả dạ hiểm ác đáng sợ ai nói cho chị là tôi tặng tranh cho bí thư kiều thế lưu diễm hồng nói người có tâm nhiều lắm trương dương nếu cậu không muốn chọc vào phiền phức hãy rời xa cái vòng tròn thị phi này trương dương nói chị lưu tôi hiểu được trương dương ngoài miệng đáp ứng rất nhu thuận nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy chuyện hắn đưa cho kiều trấn lương bức tranh lâu thất minh kia cũng không có bao nhiêu người biết hơn nữa kiều trấn lương bình thường đem bức tranh đó cất giấu tại trong thư phòng người ngoài rất khó tùy tiện đi vào, kẻ đem chuyện này nói ra khẳng định có quan hệ không bình thường với Kiều gia. Lúc rời khỏi nhà Lưu Diễm Hồng, Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện cũng đã biết tin cha mình cáo bệnh từ trước bí thư tỉnh ủy Bình Hải, bất quá biểu hiện của nàng đối với việc này tương đối bình tĩnh, nghe Trương Dương hỏi về chuyện bức tranh chữ kia, Kiều Mộng Viện đặc biệt đi tới thư phòng nhìn một chút, bức tranh chữ kia vẫn đang êm đẹp treo ở nơi đó, Kiều Mộng Viện nói, xảy ra chuyện gì? Trương Dương đem nguyên nhân gây ra chuyện này từ đầu chí cuối nói một lần với nàng, Trương Dương nói, chuyện anh đưa cho ba em bức tranh này trừ người nhà em ra còn có ai biết. Kiều Mộng Viện cẩn thận suy nghĩ một chút, thư phòng của ba em rất ít cho phép người ngoài đi vào, anh tính là một người, còn có. Còn có ai? Kiều Mộng Viện nói, chú Diêm, ông ấy bình thường thường cùng ba em đàm luận thư pháp. Nói xong, nàng lập tức lại phủ quyết nói, không có khả năng là ông ấy, Trương Dương nếu bức tranh này đã khiến cho anh gặp phiền phức em nên đem thu lại trương dương nói không vội em chờ anh đi qua đó rồi nói tiếp trong lòng hắn trái lại đem cái tên diêm quốc đào nhớ kỹ trương dương vẫn không nghe lời khuyên từ lưu diễm hồng lần thứ hai hắn đi tới nhà của kiều trấn lương phát hiện kiều mộng viện đã thu thập các thứ trương dương vô cùng kinh ngạc nói em làm cái gì vậy kiều mộng viện nói ở đây đã không có chỗ nào đáng giá để lưu luyến nàng mang theo Trương Dương đi tới thư phòng Kiều Trấn Lương, Trương Đại Quan Nhân thấy bức tranh lâu thất minh vẫn đang êm đẹp treo ở trên tường, không khỏi thở phào nhẹ nhóm, chỉ cần bức chữ này không có rơi vào trong tay ủy ban kỷ luật là tốt rồi. Kiều Mộng Viện nói, anh đem bức tranh này đi đi. Trương Dương đi qua ghé vào trên bức tranh nhìn một chút, bỗng nhiên ngạc nhiên nói, không đúng, đây là đồ giỏm. Kiều Mộng Viện nghe vậy cũng là ngẩn ra, tạo nghệ của nàng tại trên mặt thư pháp xa xa không bằng Trương Dương, đương nhiên không có khả năng nhận ra bức tranh này đến tột cùng có phải đồ thật hay không. Nhỏ giọng nói từ lúc anh đưa bức tranh này qua, vẫn treo ở chỗ này, không có ai động qua. Trương Dương gỡ bức tranh kia xuống, ghé vào dưới ngọn đèn lại cẩn thận nhìn một lần, không khỏi nở nụ cười, đồ giòm, bức chữ này là bút phong của bí thư kiều, ha ha, không nghĩ ra ông ấy lại có thể đem tác phẩm của mình treo ở đây. Trương Dương đã thấy qua nét bút của Kiều Trấn Lương, lấy trình độ thư pháp của hắn, đương nhiên nhìn ra được sai khác trong đó, kỳ thực Kiều Trấn Lương cũng rất chăm chú nghiên cứu thư pháp, bản lĩnh cũng không phải hời hợt, hơn nữa bản thân ông ta đặc biệt thích đối với thư pháp của Hoàng Nhàn Vân, thường ngày vẫn tập theo chữ của Hoàng Nhàn Vân, một tay viết ra chữ cũng có bảy phần tương tự, thế nhưng thư pháp của Hoàng Nhàn Vân linh hoạt kỳ ảo phiêu hốt, người khác cho dù là mô phỏng theo giống hệt đi nữa. Thì cố hết sức miêu tả phong thái nhưng vẫn có thể bị cao thủ nhìn ra, về phần đề tên ở cuối, Trương Dương càng là liếc mắt đã nhìn ra. Trương Dương đem bức tranh kia một lần nữa treo ở trên tường, cười nói, thảo nào bí thư Kiều lại đem bức tranh này treo ở trên tường. Kiều Mộng Viện nói, nếu này bức tranh này đã mang đến phiền phức, vì sao không phá hủy nó đi? Trương Dương lắc đầu nói, nếu là đồ giỏm, sẽ không sẽ mang đến bất luận cái phiền phức gì, nếu thật sự là có người muốn cầm bức tranh này gây chuyện, khẳng định sẽ tự rước lấy nhục. Tuy rằng Trương Dương nói khá dễ dàng, thế nhưng Kiều Mộng Viện vẫn không dám chậm trễ, nàng lúc này liền gọi điện thoại cho cha. Phản ứng của Kiều Trấn Lương lúc nghe chuyện này rất bình thản, chỉ là nói cho con gái là Trương Dương tới thì đưa cho hắn bức tranh kia. Nghe nói Trương Dương đang ở trong nhà mình, Kiều Trấn Lương bảo Kiều Mộng Viện đem điện thoại giao cho Trương Dương. Thanh âm của Kiều Trấn Lương tại trong điện thoại cũng không có bất luận cái dị dạng gì, thậm chí còn có thể nghe ra được tâm trạng của hắn còn rất không tồi. Trương Dương, cậu đang ở nhà của tôi à? Thế nào, nhanh như vậy đã vội vã tìm tôi thảo muốn bức tranh kia à. Người vừa đi trà liền lạnh, tiểu tử, tôi không nghĩ tới cậu cũng là người như thế. Kiều Trấn Lương chỉ là cùng Trương Dương nói giỡn, bất quá Trương Dương cũng rất xấu hổ, bí thư Kiều, ngài ngàn lần đừng hiểu lầm, là có người đem chuyện tôi tặng cho ngài bức tranh này báo cho ủy ban kỷ luật, cho nên tôi mới đến xem. Kiều Trấn Lương nói, cậu sợ gặp phiền phức sao? Trương Dương nói, tôi sợ cái gì? Tôi chỉ là sợ mang tới cho ngài phiền phức không cần thiết." Kiều Trấn Lương cười được rất thoải mái, "Trương Dương, hiện tại dám đi tới nhà của tôi, có thể chỉ có cậu." Trương Dương nói, "Tôi và Bằng Cử, Mộng Viện đều là bạn tốt, có cái gì không dám tới chứ?" Kiều Trấn Lương nói, "Về bức tranh kia tôi sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho cậu, Trương Dương, tôi đã sớm nói qua, không thể tùy tiện tặng đồ cho lãnh đạo, vô luận cậu xuất phát từ mục đích như thế nào." một ngày hướng gió thay đổi người khác sẽ nắm tất cả cơ hội để chụp mũ lên đầu cậu kiều trấn lương cũng không bởi vì chuyện này mà tức giận trương dương nói bí thư kiều thân thể ngài có khỏe không kiều trấn lương nói nếu tốt vì sao tôi muốn xin nghỉ dài hạn có thời gian thì qua kinh đô giúp tôi bắt mạch tôi tin tưởng bản lĩnh của cậu trương dương cười nói nhất định trước khi kiều trấn lương ngắt điện thoại thấp giọng nói trương dương mộng viện một mình ở tại bình hải Tôi rất lo lắng, các cậu là bạn tốt, giúp tôi hỗ trợ chiếu cố một chút. Trương Đại Quan Nhân liên tục đáp ứng. Trương 1244, Lâu Thất Minh 2 Dập điện thoại, Trương Dương đem điện thoại di động của Kiều Mộng Viện trả cho nàng. Kiều Mộng Viện nói, ba em nói cái gì với anh thế? Ông ấy bảo anh giúp chăm sóc cho em. Trương Đại Quan Nhân thành thật đáp. Kiều Mộng Viện nói, em có thể chăm sóc cho chính mình, không cần phiền anh. Trương Dương đang muốn nói, lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Kiều ra có khách tới chơi. Thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào và vợ cùng nhau qua. Bởi vì câu nói kia của Kiều Mộng viện Trương Dương chính là rất đề phòng đối với Diêm Quốc Đào. Chuyện hắn tặng lễ cho Kiều Trấn Lương, Diêm Quốc Đào cũng là một trong những người biết rõ. Diêm Quốc Đào thấy Trương Dương cũng ở chỗ này, cảm thấy có chút kinh ngạc. Sở dĩ vợ chồng Diêm Quốc Đào tại trong loại thời khắc mẫn cảm này đến Kiều gia là bởi vì quan hệ chủ và khách nhiều năm qua giữa Y và Kiều Trấn Lương, dù Y có tới hay không, người khác cũng đều sẽ đem Y nhập vào trong đội ngũ của Kiều Trấn Lương, so sánh với việc tới mà nói, Y lại còn có thể thắng được một ít danh tiếng, thu được hào cảm của Kiều gia, đến cửa là một loại thái độ, chứng minh riêng quốc đảo Y không có bởi vì Kiều Trấn Lương thất thế mà nóng lòng xóa bỏ quan hệ. Đương nhiên Y còn có một mục đích, xem có thể từ trong miệng Kiều Mộng Viện thu hoạch được một ít tin tức hay không. Diêm Quốc Đào cho rằng lý do mình tới Kiều Gia rất đầy đủ, thế nhưng y thực sự không tìm ra lý do Trương Dương nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Trương Dương đã tới rồi, hơn nữa thoải mái hướng vợ chồng Diêm Quốc Đào cười cười, chào thư ký trưởng Diêm. Diêm Quốc Đào mỉm cười nói, chúng tôi qua thăm Mộng Việt. Vợ của Diêm Quốc Đào đi qua lôi kéo tay của Kiều Mộng Việt, mang theo biểu tình thân thiết vừa đi vừa nói chuyện, đây là trước khi bọn họ tới đã thương lượng tốt. Trương Dương nói, bí thư Kiều bị bệnh quá đột ngột. Diêm Quốc Đào thở dài nói, tôi cũng không nghĩ tới, buổi sáng mới trò chuyện cùng ông ấy. Y cẩn thận quan sát biến hóa trên vẻ mặt của Trương Dương, làm cho Diêm Quốc Đào phiền muộn chính là, y hoàn toàn không biết gì về tình hình gần đây của Kiều Trấn Lương, lấy quan hệ giữa y và Kiều Trấn Lương, mà Kiều Trấn Lương ngay cả chút ý nào cũng không có tiết lộ cho y, để đến bây giờ, y thậm chí muốn đi qua người khác nói để tìm hiểu tình hình thực tế của Kiều Trấn Lương. Trương Dương nói: "Thư ký Trưởng Diêm, tôi vừa trò chuyện với bí thư Kiều, cảm thấy tình hình của ông ấy còn khá." Hai mắt Diêm Quốc Đào sáng ngời, trong lòng đã có chút khổ sở, chính mình đi theo Kiều Trấn Lương nhiều năm như vậy, hắn lại có thể tình nguyện nói với một tên mao đầu tiểu tử, mà không muốn nói nhiều hơn với mình một hai câu. Diêm Quốc Đào nói: "Hy vọng thân thể của bí thư Kiều mau chóng khang phục." Trương Dương nói: "Bí thư Kiều vừa rồi còn nhắc tới ngày đó, nói muốn đem bức lâu thất minh kia tặng cho ngài." Lúc Trương Dương nói, lưu ý quan sát biến háo trên vẻ mặt của Diêm Quốc Đào, nhưng phát hiện biểu tình của Diêm Quốc Đào dường như cố tình không dao động, trong lòng thầm khen, rốt cuộc là lão cáo giả chính trị, công phu tu luyện tâm tính đích thật đúng là không tầm thường. Diêm Quốc Đào nói, cậu là nói tới bức tranh chữ trong thư phòng của bí thư Kiều sao? Trương Dương gật đầu, trong lòng nói người còn hỏi lại chỗ, 89 phần 19 là ngươi làm. Diêm Quốc Đào nói, quân tử không đoạt đồ người thích, hơn nữa, bức tranh chữ của Hoàng Vân Nhàn chân quý như vậy, làm sao tôi dám nhận? Nghe thấy Diêm Quốc Đào hiểu rõ đối với bức tranh chữ như thế, Trương Dương càng thêm hoài nghi việc này chính là y nói đi ra ngoài. Kiều Mộng Viện muốn đi pha trà, vợ chồng Diêm Quốc Đào cũng không có ý ở lâu, Diêm Quốc Đào nói, Mộng Viện, không vội, buổi tối chú còn có việc xã giao, chỉ là bớt thời giờ qua đến thăm cháu, có chỗ gì cần chú hỗ trợ hay không? Kiều Mộng Viện nói, cảm ơn chú Diêm đã quan tâm, trong nhà vốn không có nhiều ít đồ, ngoại trừ một ít tranh chữ ba cháu siêu tập, cũng không còn có thứ khác cần thu dọn. Diêm quốc đào gật đầu, nhẹ giọng nói, mộng viện, giúp chú với ba cháu nói một tiếng, chờ xong việc mấy ngày này, chú sẽ đi tới kinh đô gặp ông ấy. Cảm ơn chú Diêm, kiều mộng viện biểu hiện rất khách khí, thế nhưng lời của nàng làm cho Diêm quốc đào cảm thấy có chút cảm giác khoảng cách. Diêm quốc đào và vợ rời khỏi kiều ra, vẻ mặt Diêm quốc đào ngưng trọng, không nói được một lời, trở lại trên xe riêng, y hướng vợ khoát tay áo, ý bảo vợ tự mình đi trở về nhà đi, Diêm Quốc Đào đi lên ô tô, quay đầu, nhìn cửa lớn kiều ra một cái, trong lòng tràn ngập mất mát và sướng sờ dầu dĩ. Y chẳng bao giờ nghĩ tới cuộc đời chính trị của Kiều Trấn Lương ở Bình Hải lại kết thúc dưới hình thức như vậy. Không minh bạch, thật không minh bạch, gần như chỉ vì chuyện Kiều bằng cử kia chưa rõ ràng, liền dẫn đến một lần náo loạn lớn nhất trong cuộc đời chính trị của Kiều Trấn Lương. Diêm Quốc Đào không nghĩ ra, cho dù là kiều lão đã lui lại phía sau màn thế nhưng lấy căn cơ của kiều ra tại chính đàn chuyện này vốn không đến mức tạo thành ảnh hưởng và thất bại lớn như vậy kiều trấn lương lẽ nào lại cam tâm cứ như vậy mà buông tha tính cách của hắn vốn không phải là như vậy hiện tại diêm quốc đào giống như một con chim nhạn lạc đường rõ ràng có thể nhìn thấy đoàn đội của nó thế nhưng chính nó vô luận như thế nào cũng không đuổi theo kịp bước tiến của thủ lĩnh diêm quốc đào theo kiều trấn lương nhiều năm y vốn tưởng rằng mình đã đủ hiểu rõ Kiều Trấn Lương, nhưng đi tới hiện tại, y mới phát hiện, chính mình căn bản là là hoàn toàn không biết gì về Kiều Trấn Lương. Diêm Quốc Đào nhắm lại hai mắt, y nhớ tới bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Chiêu, nhớ tới thường vụ phó chủ tịch tỉnh Tiêu Nãi Vược, nhớ tới giám đốc sở công an cao trọng, cảm thấy bị hoang mang hẳn là không chỉ có một mình y, nghĩ tới đây trong lòng Diêm Quốc Đào thoáng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thế nhưng từ sau khi tin tức Kiều Trấn Lương cáo bệnh tạm rời cương vị công tác truyền ra, Giữa các thành viên đáng tin cậy trong tổ chức của Kiều Trấn Lương trái lại không có giao lưu nhiều lắm, ai cũng đều hiểu rõ ràng tình thế hiện tại là khéo léo như thế nào, mỗi một động tác của bọn họ đều có khả năng sẽ ảnh hưởng đến số phận của mình tại Bình Hải trong thời gian tới. Ô tô của Diêm Quốc Đào nhanh chóng tách rời khỏi khu nhà thân nhân tỉnh ủy, chạy nhanh dưới màn tuyết rơi trong hoàng hôn, lúc bóng đêm phủ xuống, Diêm Quốc Đào đi tới quán trà Mộ Xuân, y tới đây với mục đích là gặp một người bạn từ xa mà đến. Diêm Quốc Đào cũng không biết, có một người đi ô tô vẫn theo đuôi tại phía sau y. Trương Đại Quan Nhân ngồi ở bên trong xe Việt Dã, nhìn Diêm Quốc Đào từ trong xe đi ra, động cơ của hắn theo dõi Diêm Quốc Đào rất đơn giản, hắn hoài nghi Diêm Quốc Đào đã đi hướng ủy ban kỷ luật tố cáo hắn tặng lễ cho Kiều Trấn Lương. Cuộc đời trước kia của Trương Đại Quan Nhân cũng không phải dễ bỏ qua được, thằng nhãi này đối với việc theo dõi truy kích mà nói đã nắm giữ tới mức lô hỏa thuần thanh huống chi mục tiêu theo dõi của hắn là Diêm Quốc Đào không hề có kinh nghiệm phản theo dõi. Diêm Quốc Đào đi xuống xe, y hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó cúi đầu đi vào quán trà. Ở trong mắt của Trương Dương, hành vi của Diêm Quốc Đào có chút lén lút, y sợ người khác thấy, Trương Đại Quan Nhân đợi một hồi, hắn đứng lên thay áo, đội lên kính mắt gọng đen, dù sao trong trường hợp đi ra nhập công chúng, lợi khí dịch dung lợi hại nhất của Trương Đại Quan Nhân phái tim miệt cũng không hơn được kính mắt. Kéo xuống kính của xe quay lại nhìn một chút, thằng nhãi này tỏ ra thỏa mãn đối với hình dạng hiện tại của mình, chính mình trong kính thoạt nhìn có thêm vài phần phong độ của người trí thức. Trương Đại Quan Nhân đi xuống phía dưới, bóng đêm đã phủ xuống, khí trời như này số người đi ra ngoài uống trà vốn sẽ không nhiều, Trương Dương cầm túi tiền, co lại cái cổ đi vào quán trà Mộ Xuân, bên trong ấm áp như mùa xuân, ngọn đèn rất mờ, Trương Dương liếc mắt liền thấy trong đại sảnh tầng một không có bóng dáng của Diêm Quốc Đào hắn tìm người bán hàng muốn một gian ở lầu 3, quy mô của quán trà mộ xuân không nhỏ, nơi này chỉ cần là phòng thì có 25 phòng, đổi thành người khác muốn từ đó tìm được Diêm Quốc Đào thì rất khó. Nhưng cái này không làm khó được Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương có thính lực siêu cường, tại sau khi tu luyện Đại Thừa Quyết, thính lực của hắn đã cao thêm một bậc, đi tới lầu 3, hắn giỏng tai nghe, toàn bộ đối thoại ở tầng trệt đều bị hắn rõ ràng nhét vào trong tai. chương 1245, Lâu Thất Minh 3. Trương Đại Quan Nhân nhanh chóng tìm được vị trí của Diêm Quốc Đào, tiếng cười của y truyền đến từ trong hoa vũ các. Gian phòng Trương Dương vốn định ngồi cách hoa vũ các tương đối xa, hắn chỉ chỉ vào lục ấm các ở sát vách hoa vũ các, yêu cầu đổi lấy gian phòng này. Vừa khéo lục âm các không có đặt trước, người bán hàng rất khoái trá đáp ứng yêu cầu của hắn. Trương Dương đi tới trong phòng ngồi xuống, bởi vì quán trà thường thường là nói chuyện công việc, yêu cầu đối với tính bảo mật rất cao, Từng gian phòng đều đã được đặc biệt làm cách âm, người bình thường là không có khả năng nghe được thanh âm sát vách. Trương Đại Quan Nhân gọi một bình bích loa xuân, cầm lấy một quyển tạp chí, một bên phẩm trà, một bên lắng nghe cuộc nói chuyện ở sát vách. Một thanh âm quen thuộc nói, anh Quốc Đào, khi đó lúc ở Vân An chúng ta thường thường cùng một chỗ viết tranh chữ, chẳng hay anh Quốc Đào còn nhớ rõ hay không? Trong lòng Trương Đại Quan Nhân chấn động, hắn không nghĩ tới người mà Diêm Quốc Đào đêm nay gặp lại có thể là cha Tấn Bắc. Diêm quốc đào thở dài nói, người đang ở trong thể chế, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, không dứt được chính vụ, tôi đâu còn có thời gian và tâm tình. Hơn nữa, thư pháp của tôi căn bản không cách nào đăng nhập nơi thanh nhã, có viết xuống cũng không thú vị. Cha Tấn Bắc nói, anh quốc đào quá khiêm tốn rồi, tranh chữ của anh cùng bí thư kiều cũng được xưng song tuyệt, người trong thể chế đều lấy việc cầu được tác phẩm của các anh làm quang vinh. Diêm quốc đào cười khổ nói, trình độ của tôi có bao nhiêu tôi còn có chút tự mình hiểu được, tổng giám đốc cha không nên quá đề cao tôi. Cha Tấn Bắc nói, tôi nhớ kỹ năm đó tại viện thư họa Nam Vũ, Bí Thư Kiều và anh cùng nhau hợp tác vẽ một bức thu cúc đồ. Diêm quốc đào trầm mặc xuống, tựa hồ rơi vào trong hồi ức, một lát sau mới vừa nói, quá khứ đã lâu như vậy, tôi cũng đều có chút không nhớ rõ. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, anh quốc đào thật sự không nhớ rõ sao. Bức họa đó sao lại bị tôi chiếm được, bức tranh của anh tốt, chữ của Bí Thư Kiều cũng rất đẹp. Y dừng lại một chút nói. Táp táp tây phong mãn viện tài nhị hàn hương lãnh điệp nan lai lai. Tha niên ngã nhược vi thanh đế báo giữ đào hoa nhất sử khai khẩu. Diêm quốc đào tức cười, đây là đề cúc hoa của Hoàng Sào. Cha Tấn Bắc nói, tôi còn nhớ rõ bí thư kiều ngay lúc đó nói, ông ấy nói giống thi từ của Hoàng Sào, thế nhưng khí phách rất thịnh. Diêm quốc đào gật đầu, vì vậy tôi ngay cả trên bức tranh cũng vẽ lên vài cánh hoa đào, bức họa bị tôi vẽ đến chẳng ra cái gì cả. Cha Tấn Bắc nói, ý tứ của bức họa liền ở trong đó, tha niên ngã nhược vi thanh đế, báo giữ đào hoa nhất sử khai khẩu, nếu ta năm đó là thanh đế, đã cùng hoa đào nở một lần. Chẳng hay lúc bí thư kiều tại Bình Hải có từng gặp qua cảnh cây hoa cúc cùng hoa đào tranh nhau nở chưa? Ánh mắt Siêm quốc đào tràn ngập vẻ mất mát, thấp giọng nói, bây giờ cũng là mùa đông. Cha Tấn Bắc nâng chung trà lên uống một ngụm, anh quốc đào, chuyện ở Bình Hải rất đột ngột, Diêm Quốc Đào nói, trưởng ban cha tự mình qua tuyên bố chuyện của bí thư Kiều, trước đó tôi cũng không biết chút nào. Cha Tấn Bắc nói, việc lựa chọn chủ tịch tỉnh còn chưa công bố. Chân mày của Diêm Quốc Đào khẽ động, cha Tấn Bắc nói phảng phất như là ám chỉ cái gì đó, kỳ thực đây cũng là chuyện làm cho rất nhiều người cảm thấy hoang mang, chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh thăng nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải, vị trí của hắn liền xuất hiện khoảng trống, lần này phó trưởng ban ban tổ chức cha Tấn Nam đặc biệt đi tới Đông Giang chỉ là nói rõ người lãnh đạo tối cao của Bình Hải, đối với việc lựa chọn chủ tịch tỉnh là chưa nói, dựa theo lẽ thường, thường vụ phó chủ tịch tỉnh Tiêu Nãi vượng hiển nhiên là một nhân tuyển hàng đầu cho vị trí này. Thế nhưng vì sao ban tổ chức lại không nói rõ? Siêm Quốc đào chậm rãi hạ chén trà xuống nói, tổng giám đốc cha từ kinh đô tới, tin tức luôn luôn linh thông hơn một ít. Cha tấn Bắc nói, tôi cũng không ngờ tới chuyện lần này lại nghiêm trọng như thế. Y vừa chuyển câu chuyện thấp giọng nói, tôi nghe nói là bí thư Kiều đem khổng nguyên giao cho ủy ban kỷ luật. Diêm quốc đào hiểu rất rõ đối với nội tình trong đó, nếu như không phải khổng nguyên chủ động trêu chọc Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương cũng sẽ không đi nước cờ này. Diêm quốc đào nói, khổng nguyên tự mình có chuyện, trên phương diện tác phong sinh hoạt quá không kiềm chế. Cha Tấn Bắc Ý vị thâm trường nói, sai lầm của khổng nguyên cũng không phải là vấn đề tác phong sinh hoạt, về chuyện này kỳ thực mọi người đều đã sớm biết rõ ràng trong lòng, Hắn sai là không nên hướng bí thư kiểu công khai làm khó dễ, anh Quốc Đào, anh nói như vậy có đúng hay không?" Diêm Quốc Đào không nói chuyện, nâng chung trà lên uống một ngụm, sự trầm mặc của y bằng gián tiếp thừa nhận lời của cha Tấn Bắc chính là sự thực. Cha Tấn Bắc nói, tư duy của Khổng Nguyên này chính là rất linh hoạt, theo lý thuyết hắn sẽ không làm ra chuyện lấy trứng trọi đá. Y cũng đủ tư cách bình luận Khổng Nguyên, bởi vì anh trai y là cha Tấn Nam chính là phó trưởng ban ban tổ chức đối với quan viên trong hệ thống, cha tấn bắc chính là rất quen thuộc. diêm quốc đào nói, con người luôn luôn có lúc hồ đồ. cha tấn bắc nói, hắn không hồ đồ đâu. có một số việc các anh có thể nắm giữ, người khác vẫn có thể biết. vương bài thường thường chỉ có thể sử dụng một lần. nếu như người khác đã dùng qua trước, như vậy y vương bài đó cũng không thể tạo ra bất luận cái uy hiếp gì. anh quốc đào cảm thấy tôi nói đúng hay sai. lời này cha tấn bắc nói tuy rằng uyển chuyển thế nhưng ý tứ của y đã biểu lộ rất rõ ràng, khổng nguyên lần này sở dĩ nhảy ra đối nghịch với Kiều Trấn Lương, là bởi vì bị người áp bức, khổng nguyên bất đắc dĩ mới phải làm. Diêm quốc đào nói, quân cờ luôn luôn thật đáng buồn. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, bất luận kẻ nào cũng đều không cam lòng làm một quân cờ, thế nhưng quân cờ cũng có khác nhau, nếu như một quân cờ có thể ở lại tới cuối cùng trong trận doanh của người thắng, như vậy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn không tồi. Xiêm Quốc Đào lần này tới gặp Cha Tấn Bắc, chủ yếu là muốn từ chỗ Cha Tấn Bắc thu hoạch một ít tin tức, nhưng là bọn họ đối thoại làm cho ý ý thức được. Cha Tấn Bắc lần này cũng không phải là đơn giản tới thăm bản thân đã khuất như vậy. Audio Điện Tử Võ Tấn Bền Hết chương 1245